de Versal, en el de Versal. Thank you.
Xin chào các anh chị. Các lớp đã đủ rồi thì bây giờ tôi xin phép các anh chị để chúng ta bắt đầu làm việc đúng không ạ? Kính thưa các anh chị thì được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty và được sự cho phép của trưởng ban và chính sự thì hôm nay tôi là Nguyễn Đình Nam hiện nay đang công tác tại ban và chính sự của tổng công ty Đường Minh Trung thì cũng xin phép được đến đây để trình bày báo cáo với anh chị chia sẻ với anh chị số thông tin một số nội dung trong cái lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy quản lý lao động và quản lý công tác bộ thì các chị đủ người là thì chúng ta bắt đầu ha. Nói mình thì đây là thấy là có bạn là có ba chị nữ cũng rất là may mắn thì các những lớp khác là toàn nam không và cũng xin thông tin rằng những nội dung này ấy, là có đối với các anh chị một số người thì có thể sẽ rất là gần gũi vì nhìn được số lớp đây thì một số anh chị là có liên quan đến một tổ chức lịch sử tuy nhiên là như tôi muốn nói là mỗi người chúng ta có một vị trí khác nhau một nội dung công việc thực tế ở đơn vị khác nhau cho nên là sẽ có những cái nội dung nó hết sức là có thể chưa gặp với lại các anh chị thành ra là có sự cần thiết thì nhưng mà nó cũng các anh chị là được tập trung để mình cùng nhau chia sẻ những cái thông tin này thì chúng ta là cán bộ quản lý cấp 4 thì sau này sẽ có những phạm vi cán bộ đối tượng thì nó liên quan đến những cái bộ cấp 3 trong quy hoạch và bổ nhiệm đề bạt luân chuyển quản lý thì chúng ta cần theo dõi quan tâm để mình biết được cái quy định chung của tổng ty. Chuyên đề này thì được ban lãnh đạo phê duyệt cho một ngày tức là hai buổi sáng và chiều. Rồi tuy nhiên thì cũng báo cáo anh chị là buổi chiều thì chúng tôi cũng có một số công việc và cũng đã ban với lại ban quản lý lớp học và bên ban kỹ thuật thì chiều nay sáng nay thì tôi sẽ nhắc các anh chị là chia sẻ với anh chị sáng nay về quản lý lịch sử nhưng mà buổi chiều thì sẽ do anh Nguyễn Văn Ngà phó trưởng ban kỹ thuật của tổng ty thì sẽ lên trao đổi với lại lớp mình. Nếu mà chị xuống thì tôi mang rất nhiều. Xin phép chị nhé, chuyên đề của nền nhân sự của sáng nay sẽ gồm 4 nội dung chính, đó là tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và lao động tiền lương và đào tạo. Thì chắc là những nội dung nào mà nó gần với anh chị thì chúng tôi cũng chọn ra. Thật ra nội dung này rất là nhiều nội dung nhưng mà chúng tôi chọn ra một số những cái cơ bản, một số những điểm mới trong thời gian gần đây, một số thay đổi của EVN và của CC trong thời gian đây mà gắn liền với lực này thì tôi đồng ý sẽ xin phép được báo cáo với các anh chị. Về công tác tổ chức thì sẽ có hai nội dung chính, đó là về mô hình tổng quan về tổ chức của tổng ty ta và tình hình thực hiện các đề án. Thì cũng báo cáo với anh chị rằng là hiện tại thì EVN và CC đang triển khai xây dựng và thực hiện rất nhiều đề án. Nó liên quan đến một cái đề án chung, đó là đề án tái cơ cấu của toàn ngành theo cái lộ trình tái cơ cấu EVN và phù hợp với lộ trình và thị trường điện. Về công tác tổ chức của CC thì chúng tôi xin phép được báo cáo với bốn nội dung cơ bản. Đầu tiên là về sơ đồ tổ chức thì chủ tịch kiêm tổng đốc ta thì cũng xin giới thiệu các anh chị đó là Trần Đình Nhân, thì chắc là chúng ta đều biết những thông tin rất cơ bản về bộ máy. Tôi cũng muốn chia sẻ rằng là mô hình tổ chức của tổng ty ta là mô hình rất nhiều thành viên, cái này sẽ nói sau nó đi về, nhưng mà hiện tại là mô hình của tổng ty điện lực chúng ta đó là chủ tịch kiêm tổng giám đốc
không tách rời là chủ tịch riêng và tổng thống riêng. Cái này thì chắc là lúc sau sẽ nói. Kiểm soát viên Iraq của Iran tại Tổng Lý, người này là người của Iran và thuộc là biên chế của ban kiểm soát và bảo vệ giám sát địa chính của tập đoàn điện Việt Nam. Đó là học sinh quý mới về về thầy của Tổng Hồng. Chúng ta có bố có tổng đốc anh Nguyễn Thành là phó tổng đốc phụ trách điện sản xuất, anh Phạm Sĩ Hùng phó tổng đốc phụ trách công tác kinh doanh, anh Lê Đăng Hải phó tổng đốc phụ trách về quản lý đầu tư, và anh Nguyễn Đức phó tổng đốc phụ trách công tác về IT. Anh kế toán trưởng là Phạm Công, các anh em cũng biết. Tại cơ quan tổng liên ta thì có 17 ban, thì các anh theo cảnh dọc của anh cũng sẽ có một số mối quan hệ nào đó với một số ban nhất định. Thế ở đây cũng luôn xin giới thiệu sơ qua đây là những cái ban, cái này thì anh sẽ xem trong tài liệu. Tuy nhiên rằng là có một ban chúng tôi muốn lưu ý, đó là ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính. Ban này hơi đặc biệt một tí là ban này không ngang cấp với các ban còn lại. 16 ban còn lại là ban của ban tổng giám đốc, giúp việc cho ban tổng giám đốc kế toán trưởng trong việc quản lý điều hành. Riêng ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính là ban của chủ tịch, chứ danh chủ tịch tổng ty không trực thuộc tổng đốc, nó trực thuộc luôn thẳng luôn chủ tịch đang làm việc giúp. Và ban này là do chủ tịch tổng ty bổ nhiệm trưởng ban, bổ nhiệm phó ban, giao quyền chức năng nhiệm vụ và giao nhiệm vụ độc lập. Ban này với nhiệm vụ là có thể kiểm soát tất cả mọi hoạt động của tất cả các đơn vị, của tất cả ban, tất cả lĩnh vực ở bất kỳ thời điểm nào theo sự chỉ đạo của tổng đốc, tái sang sự chỉ đạo của chủ tịch. Và giúp cho chủ tịch có những cái quyết sách gì làm và phát hiện ra những cái điểm bất cập để tham mưu cho chủ tịch tổng đi ra những cái quyết sách gì làm nó phù hợp trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Công việc này nó giống như là kiểm soát viên chuyên trách của tập đoàn Việt Nam tại CC. Tuy nhiên là ông kia là chỉ báo cáo tập đoàn theo cái ngành nhiệm vụ là ông báo cáo tập đoàn, mặc dù là ông ở tổng ty, nhưng mà kiểm soát viên chuyên trách này là làm việc cho tập đoàn, còn ban này là làm việc cho chủ tịch và cũng với tổng đốc. Thì ý tôi muốn chia sẻ như vậy là vì sao? Là vì sắp đến, cái này thì sắp đến trong slide thế này tôi sẽ nói, nhưng mà sắp đến thì mô hình tổng liên ta cũng sẽ thay đổi, tức là sẽ có một đồng thành viên riêng, chủ tịch riêng và tổng giám đốc là riêng, cho nên là ban này và sau này sẽ có những ban khác để phục vụ cho tham mưu cho chủ tịch, hội đồng thành viên và hội đồng thành viên của tổng liên. Chúng ta có tổng cộng là dưới 17 ban này, đấy là đơn vị thì chúng ta có 18 đơn vị trực thuộc, 5 đơn vị con và 5 liên kết. 18 đơn vị trực thuộc thì bao gồm là 11 VC. Như chúng ta đã biết là chúng ta có 13 đơn thành, đúng không? 13 đơn thành, còn lý kinh doanh cấp điện 13 đơn thành. Người trung tây nguyên thì trừ ông Khánh Hòa là cổ phần, và từ ông Đà Nẵng là một thành viên 140 lệ, thì còn lại những nơi như là Hạc Phó Thủ Thuộc là 11 PC từ Quảng Bình cho đến Đắk Nông. Sau đó là có Cao Thế, có Công nghệ Thông tin, có hai ban quản lý dự án và có hai trung tâm. Những cái đó thì chắc anh chị đều biết, nhưng mà có năm công ty con thì cũng xin nhờ cái này mình ít lưu tâm mà ít để ý. Năm công ty con đó là công ty trách nhiệm thành viên nhiều Đà Nẵng, ADC thí nghiệm, công ty thí nghiệm và công ty tư vấn là ba công ty trách nhiệm thành viên do tổng công ty nắm 100% vốn điều lệ. Còn hai công ty còn lại là công ty phần mềm Khánh Hòa, chúng ta nắm giữ từ 40% ở đây, và công ty đầu của công ty nhiều ba là chúng ta nắm 74% vốn. Công ty con theo trong điều lệ của tổng liên đoàn đó là những công ty mà do công ty mẹ nắm số vốn điều lệ từ 50% trở lên thì được gọi là công ty con. Chúng ta có 8 công ty liên kết,
thì như các chị thấy chủ yếu là về cổ phần thủy điện, nó thủy điện Gia Lai, thủy điện Định Bình, thủy điện Miền Trung, thủy điện Điện Bàn, cổ phần đầu tư và phát triển cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Trung, cổ phần sông Ba, thủy điện sông Hà và cổ phần điện Quốc tế. Thì báo cáo chị được là hiện nay thì chủ trương ủy ban mà về cái cấu thì chúng ta cũng đang tiến hành một số thủ tục để thoái vốn một số công ty. Tuy nhiên đây là lĩnh vực chủ yếu của Miền Trung, chỉ Miền Trung mới có hai đầu không nhiều, đó là chúng ta có những công ty liên kết về thủy điện đang làm ăn hết sức hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho công ty hàng năm cũng khá ổn định và khá cao, cho nên là được ngay như là CNC cũng đang có một số nhóm thủy điện vừa nhỏ. Thì đây là chủ trương này vẫn đang được tập đoàn xem xét để cho CNC được giữ lại một số nhà máy ở một số công ty liên kết này, bởi vì đầu tư hàng năm xong thì rất là có lãi. Nội dung tiếp theo trong công tác tổ chức máy xin phép được giới thiệu với anh chị là về điều lệ tổ chức hoạt động của CC. Đối với nội dung này thì có thể các anh chị sẽ cho rằng là nó xa rồi, bởi vì là các anh chị là đơn vị cấp 4 thì cần biết đến điều lệ tổ chức duy nhất tổ chức tổng của đơn vị cấp 3 thôi. Cũng như mà cũng xin báo cáo anh chị là trong những cái đợt vừa rồi, sau này tôi nói chi tiết, đó là những cuộc thi như cuộc thi về phó giám đốc công ty thì phó giám đốc công ty là tổ chức hai lần thì có báo cáo luôn là nội dung mà về tổ chức bộ máy, nội dung về điều lệ của công ty là một trong những nội dung thi cho hội nghị về các cán bộ lãnh đạo. Một số anh thì ít quan tâm hơn bởi vì nó trên một cách mà, nhưng mà chúng ta cũng nên có sự tìm hiểu để chúng ta hiểu rõ về cơ cấu tổ chức điều hành của tổng ty. Thì điều lệ tổ chức hoạt động của tổng ty là một hành lang pháp lý cao nhất của một doanh nghiệp. Chúng ta là một doanh nghiệp, CNC là một doanh nghiệp có thể thức nhân, và điều lệ tổ chức hoạt động này được phê duyệt công ty mẹ là hành lang pháp lý cao nhất để cho chúng ta bám vào đấy, chúng ta học tập. Dĩ nhiên cái này phải dưới luật doanh nghiệp rồi và dưới các thông tư điều lệ của chính phủ, nhưng mà là hành lang pháp lý cho mình căn cứ đó để mình hoạt động sau khi được sự phê duyệt của tập đoàn điện Việt Nam chủ sở hữu công ty mẹ. Thì đây là các anh mà là có bộ lý cấp ba nằm trong, ví dụ như sau này có thể có cơ hội để chúng ta được thể hiện bản thân mình, thì cái điều lệ tổ chức hoạt động của công ty là một nội dung mà chúng ta nên quan tâm để xem xét. Dĩ nhiên là những nội dung cơ bản thôi, nhưng không phải là tất cả. Ở đây thì có hai nội dung trong điều lệ này. Đó là giới thiệu về bốn điều lệ của sở hữu, về đề nghị hướng luật và một cái là cơ cấu tổ chức quản lý của CNC. Thì cái này điều lệ của tổng ty rất là dài và rất nhiều nội dung, có tổng cộng là 12 chương 56 điều. Thì các anh chị là có thể truy xuất tài liệu này ở trên trang web của CC trang tin điện tử. Ở đây thì tôi muốn chia sẻ một số cái nội dung cơ bản thôi. Trong này cũng đề nghị rất rõ từ tập đoàn đến tổng ty, đến các công ty con, đến các đơn vị trực thuộc, công ty liên kết và công ty tự thân liên kết, v.v. Ở đây là tôi cũng nói một số điều lệ này là hiện nay là CC đã hoàn thành dự thảo và đang trình với Liên An để xem xét phê duyệt một cái bản sửa đổi mới. Bản này là bản hành quyết định là số 12 ngày 16/1/2015. Cho đến hiện tại nó đã có một số điểm sai khác và bất cập rồi, cho nên là tổng ty Miền Trung và cụ thể là ban nhân sự cũng cảm ơn các bạn mà đang trình dự thảo hoàn rồi. Đây xin nói lại là CC là doanh nghiệp do Liên An
nắm giữ 150 lệ đề được tổ chức diện hoạt động diện tích công ty trách nhiệm thành viên theo bộ luật kinh nghiệm. IVCC có tư cách pháp nhân Việt Nam. Nói về vấn đề này thì xin báo cáo với chị rằng là CC là một doanh nghiệp, còn các đơn vị trực thuộc như 11 VC, như 18 đơn vị Paneo thì đó là chi nhánh của doanh nghiệp mà thôi, không phải là một doanh nghiệp có tính pháp nhân, không phải là một công ty có tính pháp nhân. Cảm thấy là các anh chị một điều để các anh chị phân biệt cho rõ, bởi vì hiện tại là có những cái thủ tục về pháp lý khi các anh chị trình lên ở dưới lên cấp 3 lên đó, thì vẫn ghi rằng là ví dụ như công ty này là một đơn vị có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân chỉ có một mà thôi, đó là tổng ty Tượng Trung, và người đại diện theo pháp luật của tổng ty duy nhất một người thôi, đó là tổng giám đốc, không phải ai khác, kể cả giám đốc các đơn vị dưới cũng không phải. Chỉ trừ công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa, công ty và năm công ty con là 100% vốn điều lệ và trên 51% vốn điều lệ, thì những công ty đó là những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và người đại diện pháp luật đó là tổng giám đốc hay giám đốc của đơn vị như đấy. Ở đây cũng quy định rất rõ, trong điều lệ này quy định rất rõ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn nghĩa vụ của chủ tịch và tổng giám đốc. Chủ tịch tổng ty là đầu nhân, hiện nay chúng ta đang kiêm, nhưng mà sắp đến thì mô hình sẽ khác, tương lai rất gần rồi sẽ khác, đó là năm 2019 chúng ta sẽ xây dựng phương án khác. Nhưng chủ tịch không phải là người đại diện pháp luật, và các anh chị thấy tất cả mọi quản lý điều hành của tổng ty đều không thuộc theo chỉ đạo của tổng đốc. Tổng giám đốc là người chỉ trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp, không phải chủ tịch, mà như chủ tịch là người hành cao hơn. Chủ tịch là người trình phương án nhân sự của tổng đốc lên cho tập đoàn, nhưng mà người chỉ trách nhiệm theo pháp luật là tổng đốc. Còn các chị nhìn cái chức năng nhiệm vụ chủ yếu của CC thì các chị coi như này: mục tiêu hoạt động nhận ra vốn điều lệ của CC vào thời điểm mà như thế này là 7.467 tỷ. Tuy nhiên là theo phê duyệt mới nhất của tập đoàn Việt Nam thì vốn điều lệ của CC chúng ta là 12.000 tỷ vào thời điểm là 31/12/2018, tức là mấy tháng nữa thì chúng ta sẽ có cái số điều lệ là hơn 2.000 tỷ. Chủ sở hữu của CC là VBank. Hội đồng thành viên thứ nhất quản lý và quyết định thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch CC. Chủ sở hữu chúng ta là tập đoàn Điện lực Việt Nam, không phải là nhà nước, các anh chị lưu ý nhé. Tổng ty Miền Đông, cái này mình hay nói sau tí, nhưng mà tổng ty Miền Đông không phải là doanh nghiệp mà do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tổng công ty Miền Đông là doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn VBank do tập đoàn Điện lực Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực sự là đúng, nhưng không phải là 100% nhà nước. Các anh chị lưu ý giúp nghe, cái này cũng đang có tranh cãi, nhưng đó là giấy trắng mực đen, văn bản giấy tờ là như vậy. Bởi vì đã có một cái văn bản trả lời của Bộ Tài chính khẳng định rằng là các tổng công ty điện lực của tập đoàn Việt Nam không phải là doanh nghiệp nhà nước. Đang thể hiện cái này đó. Nhưng mà cái vấn đề này thì tham gia nhà nước vào, tham gia chính phủ vào thì lại nói chuyện khác, thì họ quản lý mà, họ lại kiểm tra lại nói chuyện khác. Nhưng mà các bộ bên chính phủ thì lại đang khẳng định theo luật và theo văn bản giấy tờ thì chúng ta đang là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ là EVN, không phải là nhà nước. Lý do sao thì chắc phần sau rồi để cho quản lý sau thêm nhau. Và đây người định theo luật là tổng giám đốc, là người định theo luật, không phải điều lệ. Rồi sau đó là có quy định trong điều lệ thì quy định quyền và nhiệm vụ của CC, rồi của chủ sở hữu là EVN, và phân định các quyền của chủ tịch và tổng ty. Thank you.
về cơ cấu, về cơ cấu tổ chức quản lý của CNC thì chúng tôi cũng vừa trình bày xong. Sơ bộ là như vậy, những cái cơ bản nhất thì chúng ta có 17 bang, 18 đơn vị trực thuộc, 5 công ty con, 8 công ty liên kết và điều lệ dưới hoạt động thì là nó quy định rất là nhiều lĩnh vực liên quan đấy. Nhưng mà chỉ giới thiệu sơ bộ với các anh chị là về vốn thì tôi sẽ hiểu về đại diện, còn chúng ta là trách nhiệm và thành viên mô hình khác với lại những đơn vị khác. Và về mục tiêu và ngành nghề của CC thì trong điều này cũng quy định rõ và tổng thể cũng đã được để các cái hoạt động kinh doanh cũng đã quy định rõ những cái ngành nghề kinh doanh này. Thì đầu tiên là về mục tiêu hoạt động thì các chị đã biết rồi, và với chúng ta là để tập trung vào một nhiệm vụ cơ bản và sát nhất, đó là phục vụ cho việc cung cấp điện cho hoạt động kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng, đời sống xã hội để nhân dân vùng miền Tây Nguyên. Và trong này thì tôi nhấn mạnh một cái là thị trường điện. Hiện nay thì cơ quan quản lý ta đang tập trung vào công tác chuẩn bị thị trường điện và các đơn vị sắp đến, các đơn vị cấp ba, đặc biệt là các PC là cũng phải chuẩn bị các điện cần thiết để đáp ứng cho hoạt động này. Thị trường điện chúng ta bằng ba cấp độ thì chắc là chúng ta nghe đài báo cũng biết rồi. Thì thị trường phát điện cạnh tranh có ba cấp độ một là thị trường phát điện, cấp độ hai là thị trường bán buôn điện và cấp độ ba là thị trường bán lẻ điện. Mỗi cấp độ đều chia ra hai giai đoạn thí điểm và giai đoạn chính thức vận hành. Giai đoạn phát điện cạnh tranh chính thức vận hành vào ngày 1/7/2012 và và thị trường bán buôn điện cạnh tranh thì đã thí điểm từ ngày 1/1/2016 và đến hiện tại 2018 này. Từ ngày 1/1/2018 đầu năm nay thì Bộ Công Thương đã cho triển khai cái giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh, hiện nay đang bán buôn điện cạnh tranh trên giấy, thí điểm trên giấy tức là thanh toán ở trên giấy tờ đấy. Và dự kiến đến ngày 1/1/2019 thì thị trường bán buôn điện cạnh tranh này sẽ chính thức hoàn thành. Và như vậy là tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh hiện tại thì gồm có Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia tức là ACOM, các đơn vị phát điện, các tổng công ty điện lực, năm tổng công ty điện lực và công ty truyền tải quốc gia và công ty mua bán điện, đấy, có tổng cộng là những đơn vị đấy tham gia vào thị trường bán điện ở trong hiện tại. Và sau 2021 thì chúng ta sẽ tiến đến một giai đoạn cấp độ ba, đó là giai đoạn bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm. Và hiện tại thì cái công tác của chuẩn bị cho thị trường điện này cũng đang hết sức là giáo viết, ngay như ở ban kinh doanh của công ty cũng thành lập một bộ phận chuyên trách riêng về thị trường điện. Và nếu như không nhầm thì trong 2020 thì EVN sẽ là thành lập các ban thị trường điện tại các công ty để chuyên sâu cái công tác thị trường điện này, đáp ứng đúng cái yêu cầu lộ trình mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Khối lượng dành cho công việc và thị trường điện hiện tại cũng rất là nhiều. Một lĩnh vực, một số lĩnh vực khác thì các chị xem trong này. Tự nhiên tôi cũng xin chia sẻ đó là chúng ta có một số thông tin chia sẻ với các chị thôi. Đó là xuất nhập khẩu Việt Nam. Hiện tại thì chúng ta đang đầu tư tốt và quan hệ rất tốt với công ty với Lào trong công tác là xuất khẩu Việt Nam. Cũng hiện tại tính cho đến hiện tại thì vừa rồi là ngày 7/8 là công ty tổ chức cái hội nghị sơ kết tổng kết 20 năm bán điện qua Lào. Qua đó thì chúng ta như bán qua Lào là bốn tỉnh, năm được khẩu bốn tỉnh mà tổng doanh thu thì trong vòng 20 năm rồi là 21 triệu đô gì đó từ đơn vị. Thì cũng chỉ có hai cửa khẩu đó là La Bảo và La Lây, rồi là gì nhỉ, Con Tum là Bởi, rồi Quảng Nam là Đắk Lắk, một tỉnh nữa là gì
Bác Long Giang. Bác Long Giang. Một số ngành nghề chính của tổng ty thì các anh chị cũng xem hôm nay. Đây là một số ngành nghề chính thôi. Còn thay vì lệ chúng ta cũng một số ngành nghề hỗ trợ nữa. Thì hầu hết những cái ngành nghề này khi các đơn vị ở dưới mà muốn xin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các đơn vị thì cũng nên căn cứ vào điều lệ của tổng ty. Bởi vì khi tổng ty có thì mới bổ sung ngành nghề cho các đơn vị của chúng ta được. Tôi muốn đi qua một nội dung khác, đó là về quy chế tổ chức hoạt động của điện lực. Các điện lực này thì như các chị biết rồi là điện lực là một điểm cuối trong cái chuỗi sản xuất kinh doanh và đại diện EVN tiếp xúc với khách hàng về quản lý vận hành và kinh doanh của khách hàng. Đây là điểm cuối cùng, nghề này cũng rất là quan trọng. Năm 2016 thì tập đoàn điện lực đã ra quyết định số 193 ban hành lại cái quy chế tổ chức hoạt động của mô hình điện lực các bộ hiện nay, thay thế cho cái quy chế 22 trước đây. Quy chế 22 năm 2013 khi đấy ra thì nó cũng mang một cái sự thay đổi rất lớn cho các PC và cho các điện lực, và đặc biệt là thay đổi về công tác quản lý vận hành và kinh doanh dịch vụ dưới. Nó cũng tạo ra một số chuyển biến rất là tích cực cho các điện lực chúng ta. Thì năm 2016, cuối 2016 thì điện lực của tập đoàn lại ra tiếp một cái quy chế mới. Thì trong quy chế này họ có thể được tí không? Đó là về mô hình thì điện lực cấp huyện phải có từ 2 đến 4 phòng, và đặc biệt có quy mô lớn thì là 5 phòng. Dưới các phòng thì có các đội sản xuất như quản đội quản lý điện tổng hợp và đội quản lý vận hành, xử lý sự cố và các tổ. Các tổ cho kinh doanh như là tổ giao tiếp khách hàng, tổ điều tra giám sát nguồn điện của mình. Nhưng mà muốn nói ở đây là muốn chia sẻ với anh chị một thông tin. Đó là các điện lực chủ trương từ đầu năm 2018 cho đến giờ. Và hiện tại thì đã trở thành chủ trương lớn của EVN. Và chúng ta trong năm nay sẽ mạnh cho đến năm sau, đó là sáp nhập những điện lực có quy mô nhỏ. Tới ngày 1/7/2018 thì chúng ta có tổng cộng là 126 điện lực, trước đây là 129. Nhưng cuối năm 2017 thì Đắk Lắk và Đắk Nông đã đi đầu xung phong là sáp nhập được 6 điện lực thành 3 điện lực Đắk Nông 2/1 và Đắk Lắk 4/2. Cho nên đến 1/7 thì chúng ta có 126 điện lực. Tuy nhiên trong tháng 7 vừa rồi thì điện lực Đà Nẵng DC đã thành lập thêm một điện lực và điện lực Hòa An. Đây là một doanh nghiệp trách nhiệm là một thành viên của tổng ty. Thì thành lập thêm một điện lực Hòa An tách ra một phần từ Liên Chiểu và một phần thì cũng lệ. Bây giờ số liệu chính xác là 127 chứ không phải 126. Tuy nhiên con số này đưa lên cho anh chị cũng báo cáo chủ trương, đó là anh chị nào mà làm ở cấp 3 cũng về cũng mới. Đây là một chủ trương mà đã được tổ chức thực hiện và EVN cũng đã thống nhất, đó là sáng nhập điện lực chắc chắn. Vừa rồi ban chỉ huy sở xây dựng đề án cũng nghiên cứu số liệu và báo cáo, có hiện tại chúng ta là có 83 điện lực là có những cái số liệu về khối lượng quản lý, về lao động, rồi về số lượng khách hàng, rồi diện tích, khoảng cách, quản lý vận hành, là 83 điện lực là dưới mức trung bình so với 126 điện lực số liệu này. Chứng tỏ là những cái điều lực mà nằm ở trên mức trung bình của tổng ty thì rất ít, trong đó có những điều lực có quy mô rất nhỏ. Rất nhỏ tức là khách hàng thì chỉ tầm 10.000, 15.000 khách hàng, còn có những điều lực là nhỏ, có 5-6.000 khách hàng thôi. Rồi là
doanh thu thì cực thấp, số liệu thì con đưa ra, nhưng mà vì quá nhỏ mà chủ trương là xác nhận lại, thành ra là ban quản lý sẽ được cũng đã từ đây thì tổng đốc và đồng ý là từ đây đến cuối năm là sẽ họp trực tuyến với các đơn vị ban và đưa ra cái đó và để cho các PC tự lựa chọn cho mình những cái điện lực nằm trong danh sách mà ban quản lý sự đã nghiên cứu. Hiện nay sẽ triển khai thí điểm vào 7 điện lực cho 7 PC trải ra từ một bên đến một. Nhưng mà sẽ họp trực tuyến để xin ký của các đơn vị trước khi thực hiện. Như giai đoạn 1 thì là như vậy, tức là sẽ ra thí điểm thêm 7 điện lực này, 7 cặp điện lực, quên, sau thì là 7 cặp điện lực. Rồi sau đó là sau 6 tháng sẽ đánh giá lại công tác này và sẽ triển khai lớn hơn, nhiều hơn. Bởi vì miền Bắc đã làm, miền Bắc triển khai một loạt và miền Nam cũng đang được triển khai. Tuy nhiên, còn báo cáo anh chị là không phải là một cái máy móc điện lực nhỏ là chúng ta xác nhận. Và các anh chị yên tâm vì vậy. Bởi vì muốn làm được việc này thì nó liên quan đến tổ chức bộ máy và con người. Chúng ta phải liên quan đến địa lý, đặc biệt là hai điểm đó phải nằm gần nhau, mà hơn nữa là phải thuận tiện về giao thông đi lại, rồi điều trị tự nhiên, đặc biệt nữa một điều cốt tử đó là quan hệ chính quyền địa phương. Cái đó rất là khó, bởi vì có những địa phương mà theo tôi biết rằng là ví dụ Con Tum thì rất khó để mà chúng ta xác nhận được đấy. Về huyện ở đấy, ủy ban nhân huyện ở đấy là quyền hành rất lớn, họ không đồng ý một phát, họ báo cáo đi tỉnh thì chúng ta cũng khó. Nhưng mà ở Con Tum đặc biệt là hết sức là khó khăn trong công tác quan hệ địa phương. Tiếp tục về các đề án. Hiện nay thì xin báo cáo chị là chúng ta đang thực hiện đề án nằm trong đề án chung, đó đề án tái cơ cấu rất nhiều, và là tái cơ cấu một tròn rồi nâng cao hoạt sản xuất kinh doanh, tách khâu dịch vụ, rồi tách khâu bán lẻ, vân vân, rồi năm chủ đề. Tập đoàn có quyết định 131 ngày 4/7 năm 2007, cách đây tròn một năm, thì là tái cơ cấu công ty, trong đó có các đơn vị chúng ta, thì cũng xin báo cáo sơ qua các anh chị. Cái này chúng ta có thể truy xuất ở trên trang web được, cái này công khai trên mạng cũng có. Đây, tôi xin giới thiệu các anh chị là kế hoạch sắp xếp tái cơ cấu các đơn vị thành viên của EKCC giai đoạn 2020. Thì trong 3 năm tới, tổng liên đoàn vẫn tiếp tục là công ty trách nhiệm một thành viên do tập đoàn Việt Nam nắm quyền hành động cũng như vậy. Các đơn vị hiểu nguyên tổ chức cơ chế hoạt động và làm công cơ cấu công ty mạng là gồm có 18 đơn vị trực thuộc. À, xin lỗi, nãy là quay giới thiệu trường ấy. Trong các đơn vị trực thuộc có trường, các đơn vị trực thuộc trường ra là trung trực thuộc tập đoàn Việt Nam có quyết định về tổng ty điện lực chung vào ngày 1 năm 2007, nhưng mà bàn giao chính thức là vào tháng 3 năm 2007. Sau một thời gian thì trường bây giờ cũng đang hoạt động ổn định, nhưng mà trong này ấy, đây là những đơn vị chúng ta trong 3 năm tới chúng ta giữ nguyên mô hình. Nhưng lưu ý nhất là trong này có công ty nước điện miền Trung, cái này nó sẽ nằm trong điện thoại cái đề án tiếp theo để giới thiệu. Đó là một chủ trương lớn của tập đoàn trong năm nay, đó là lưới điện trong 10 sẽ chuyển về cho các công ty tỉnh quản lý. Nguyên nhân về lý do thì có rất là nhiều, phân tích cũng có nhiều. Cái cuộc họp mà của tổng thư ký toàn Việt Nam hôm đấy thì tôi các tiến hành một cái gì họp, cho nên là cái chủ đề mà đưa nước 50 về thì
sau khi xét đoạn đầu tiên cũng rất là căng nhắc, nhưng mà đã quyết định bây như thế nào thì các xem đề án sau rồi tôi sẽ có việc tấm ra. Trong 3 năm theo thì các doanh nghiệp này cũng là doanh nghiệp KCC nắm giữ 100% quy lệ, đó là 30 trách nhiệm của hội viên. Tuy nhiên rằng là đối với thí nghiệm điện và tư vấn điện thì Quảng Ninh cũng đang làm thủ tục trình hồ sơ để chuyển về đơn vị trực thuộc. Thì như các anh chị biết rồi là hiện nay công việc cho công ty tư vấn và thí nghiệm chúng ta gặp cũng rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến đời sống công việc của anh em. Tư vấn phải đi gọi là nó bắt sao rồi phải đi vào tận miền trong để có hồ để việc là không làm được ở miền trung bởi vì vướng về luật. Khi đã làm rất nhiều một thành viên rồi thì không được tham gia đấu thầu những cái lĩnh vực mà đối với một số đơn vị của tổng ty làm được thì nó vi phạm nguyên tắc cạnh tranh của một đấu thầu. Còn về lĩnh vực thì vẫn giữ làm mô hình 100% quy lệ. Các doanh nghiệp KCC nắm giữ trên 50% quy lệ vẫn tiếp tục là một phần đại diện khách hàng của phần đầu tư điện ba, của phần đầu tư điện ba là của anh Lương Minh, anh Ngô Tấn Hồng đang được tương đương, anh Minh là tổng đốc. Doanh nghiệp KCC nắm giữ 50% quy lệ trở xuống đó là chỉ còn lại là 5 công ty thôi. Tức là trước đây là 8 công ty thì chúng ta thấy nó hiện tại thôi, nhưng mà sắp đến là chỉ còn 5 công ty thôi, đó là hầu hết là về thủy điện, 5 công ty thủy điện. Chúng ta sẽ phải thoái hóa vốn toàn bộ tại các doanh nghiệp đó là cổ phần thủy điện Gia Lai, cổ phần thủy điện Eo Vương, sông Ba Hạ và cổ phần thủy điện quốc tế. Thì hiện tại là chỉ còn lại chỗ thủy điện Gia Lai thì chúng ta đang làm được thôi, còn lại 3 công ty kia là chúng ta đã hoàn tất thay vốn và kết quả thoái vốn cũng khá tốt, tức là chúng ta thu lại được vốn và có lãi sau khi đấu giá trên thị trường chứng khoán. Cái này cũng đã được thanh tra chính phủ kiểm tra vào tháng 7 vừa rồi và kết luận là CC làm khá tốt công việc này, tuân thủ đầy đủ điều luật liên quan. Một số sắp xếp khác đó là về tất bật không phân vốn và không kinh doanh bán lẻ, tất bật không tổ chức dịch vụ sửa chữa quản lý vận hành lưới điện, đúng không? Thì còn lại nội dung khác thì các chị xem và có thể xem qua xong trong cái một qua một. Nâng cao đề án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, nâng cao sức lao động thì qua cái này tôi sẽ hết được bước qua để tập trung vào cái nội dung dưới này. Nội dung dưới này là cũng một chủ trương mà cũng muốn chia sẻ, đó là đề án tách khâu dịch vụ và không quản lý nội đi. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến các đơn vị, đặc biệt các BC công ty cao thế và tâm tư của anh em. Công văn mới nhất ngày 6/9 vừa rồi của tập đoàn Việt Nam số 338 là thông báo kết luận của chủ tịch tập đoàn về phương án tổ chức công ty dịch vụ thuộc các công ty lực lượng. Thời gian chốt là ngày 1/1/2019. Tất cả các công ty sẽ phải có công ty dịch vụ này đi vào tập chính thức. Như vậy từ đây đến quý tư là tổng công ty và các đơn vị phải chạy cho cái công ty dịch vụ này ra đời, bước vào vận hành. Báo cáo đồng chí thì ban lý sự cũng xây dựng đề án này trình cho tập đoàn điện Việt Nam 2 lần rồi, và lần mới nhất là vào tháng 6/7 năm nay. Trong đó thì tổng ty cũng đề xuất với tập đoàn điện tập đoàn là ban đầu là để cho tổng ty miền Trung, không biết các tổng ty khác thế nào, nhưng mà tổng ty miền Trung là đề xuất ban đầu là chỉ cho CC là thành lập công ty dịch vụ ở địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng thôi, mà hoặc là ban đầu chỉ đạt cái thôi, một mô hình rất nhỏ là
ví dụ lấy một bộ phận của CNC như xí nghiệp sinh thiết nghiệp, rồi là xí nghiệp cơ điện của Đà Nẵng, v.v. để thành một công ty nhỏ để học tập ban đầu xem như thế nào đã, sau thì sẽ lan tỏa ra, sẽ nâng cấp lên, sau một năm gì đấy rồi chúng ta bắt đầu lan ra là sau thí điểm xong thì đánh giá hiệu quả hay không thì mới bắt đầu mở rộng ra các tỉnh và mới xác nhận của dịch vụ các tỉnh về. Nhưng mà công ty không báo cáo, không bảo vệ được quan điểm này trước hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên sau khi hai tổng ty đi báo cáo thì tổng ty Bắc thì lại đồng quan điểm với CC mình, đó là cũng muốn làm hai đoạn, cũng muốn làm thí điểm rồi tại vì nó ảnh hưởng lớn mà. Nhưng mà hội đồng thành viên thì sau phân tích ý tưởng của FPC, FPC đưa ra chủ trương ý tưởng là thành lập công ty bộ trên bộ không của công ty nước mới Việt Nam. Nếu mà cái đấy là phân tích thì trước đây cái nước 110 là do các FPC quản lý đã quản rồi, nhưng mà thời điểm 2016 này là đầu tư là có chủ trương cổ phần hóa tất cả các công ty được tỉnh thành. Đấy, cho nên vừa rồi cho nên lúc đấy tập đoàn mới thành lập một cái công ty như công thế để chúng ta mà gọi là nắm giữ lại cái tài sản 50 đấy. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là sứ mệnh lịch sử của cao thế cũng quan trọng rồi, thành ra là sau khi buổi học đấy, buổi học vào ngày 22 tháng 8 thì họ có quyết định mình làm chuyển đến trong người về cho các PC. Cái này đã thành văn bản rồi và ban giám đốc của CD học mà cũng không có cách nào để mà làm khác được, cho nên chỉ có triển khai thôi. Công ty dịch vụ sẽ thành lập trên bộ không của công ty lưới điện công ty miền Trung, trên cơ sở bộ không đấy và ở các tỉnh sẽ chuyển các lao động, các bộ nhân viên làm mãi dịch vụ về cho công ty dịch vụ. Trong đó cụ thể đó là xin cơ điện và những lao động làm các điện lực, nhưng mà bên mảng dịch vụ thì ở như là cụ huyện thì có thể là chưa, nhưng mà trước mắt là bộ phận cơ điện mà chúng ta sẽ xem xét trong thời gian tới là chuyển sang dịch vụ. Còn lưới điện 110, tài sản 110 và lao động của 110 ở tại các chi nhánh điện cao thế nước tỉnh sẽ chuyển cho các VC và ban kỹ thuật và các ban đang nghiên cứu một cái cơ chế hợp tác để tổ chức cái phương án quản lý 110 tại các công ty nước tỉnh. Hiện nay cũng đang làm, ngày 1 sẽ làm các báo cáo ủy ban về phương án này ngày 15 tháng 9. Thì báo cáo sẽ có cái gì rằng là công ty dịch vụ làm những cái chức năng dịch vụ đó là sửa chữa lớn, xây lắp, tư vấn thiết kế, đầu tư vận hành kinh doanh mặt trời, điện mặt trời, các viễn thông, rồi dịch vụ sau công tơ, và kể cả những tới những cái smart home đấy, thì cũng cho dịch vụ làm hết. Đây là công văn của tập đoàn. Đây là các vị nhìn thấy rồi, cái này sao không bị đây nè. Từ nãy giờ tưởng anh nhìn thấy. Thôi thì rồi. Các vị giới thiệu cao thế các tỉnh mà sẽ chuyển về thì mô hình có khả năng sẽ là thành những đội quản lý của ngành lưới 110. Nó sẽ là một đội cấp bộ.
Nói đến được cái bốn sự nhớ lại cái điều này là tôi mới nói một điều nữa là các đơn vị cấp ba chúng ta như là chi nhánh Ninh Thiện, chúng ta phải đang hướng một cái là sự lễ lạc, đó là các chi nhánh Ninh Cao Huế, các điều lực, các xí nghiệp, các lực cấp bốn và các anh chị đang làm cho nó khó ấy, là thực ra là sẽ không làm được những cái thủ tục pháp lý như trước đây đâu. Cái này là do lực sự lễ lạc. Còn hiện tại nếu như chúng tôi xác nhập lại thì dễ, xác nhập lại thì dễ, nhưng thất ra thì sẽ rất khó. Thành lập ra một đơn vị trực thuộc công ty hiện tại rất khó. Cho nên bây giờ thành lập công ty dịch vụ thì được, đó là chi nhánh doanh nghiệp. Nhưng mà thành lập những cái chi nhánh của công ty dịch vụ ở các tỉnh, hoặc là như đồng ý mặt hàng như chi nhánh có thế mà chuyển về cho công ty mà thành lập là một đơn vị cấp 4 đó thì còn lấy 50 thì nó là bị vướng. Bởi vì là chúng ta không được phép thành lập chi nhánh của chi nhánh. Chúng ta chỉ thành lập được một cái là chi nhánh của doanh nghiệp mà thôi. Đó là công ty Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Hải gì hết là được. Nhưng mà ở dưới nếu thành lập ra thì nó sẽ vẫn thành lập được, nhưng mà sẽ như một kỳ nguyên nhân không có con dấu, không có gì hết. Đấy. Nên bây giờ thì chúng ta đang sử dụng được cái tên không dấu giám đốc và điện lực là Hương Trà, không đối với gặp một đó là điện Hương Trà của đỏ to đầu, nhưng mà sắp tới là sẽ không làm được đấy. Hiện tại đã không làm được rồi. Cho nên là cái này cũng đang hết sức là khó khăn. Để báo cáo tiếp cái chỗ công ty dịch vụ thì đó là chức năng dịch vụ của ngành nghề kinh doanh của dịch vụ. Khi nào làm công ty dịch vụ thì chúng ta sẽ tác động hoàn toàn cái chi phí, hoặc là tác động về tổ chức bộ máy, lao động, chi phí, tiền lương, tất cả là dịch vụ ra. Và những lao động khác nằm bên sản xuất kinh doanh điện sẽ là tính nằm trong quỹ lương sản xuất kinh doanh điện, và như vậy là phù hợp với yêu cầu của chính phủ, phù hợp về tái cơ cấu, về gọi là tác động những cái chi phí dịch vụ này ra. Bởi vì họ nói được là điện lực chúng ta là sử dụng cái chi phí điện rất là nhiều. Bây giờ tất cả để cho họ thấy và để nâng cao năng suất lao động. Về mô hình quản lý của công ty điện tỉnh sau khi thiết lập lưới thông 10 thì là sẽ thành lập là một là các đội quản lý điều hành, hai là một cái xí nghiệp hoặc một bộ phận. Thì cái đó thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu để làm thế nào mà bảo quyền lợi của em. Bởi vì anh ta thì sao ông Cao là giám đốc chi nhánh hưởng là doanh nghiệp hàng mấy 3, 4 gì đấy, 3 thì là, nhưng mà đồng tháp bên này mà đội trưởng thì chỉ thành 3 thôi, tổ trưởng thì chỉ có 1 thôi, thì cái này rất là cao. Về công ty dịch vụ thì đó là về những cái dịch vụ về kinh doanh. Mô hình thì công ty dịch vụ sẽ chỉ có 4 phòng, ban giám đốc 3 người, kế toán trưởng 1 người, 4 phòng. Và bên công ty Âu Thế, bộ khung của cơ quan công ty Âu Thế, công ty hiện tại là 148 người. Thì chắc chắn sẽ là cơ cấu lại, sắp xếp lại, một phần sẽ là dịch vụ, một phần sẽ về cơ quan thẩm quy và các đơn vị thành viên của cả hàng. Còn lại các chi tiết có thể thì báo cáo chị là chuyện. Sau này giữa các VC và có thể là chúng ta sẽ có một cái quy chế phối hợp rất là nghiêm ngặt. Thì ra là trong cái hội nghị sơ kết 7 tháng vừa rồi của tổng ty thì các VC nên cũng ý kiến rất nhiều về cái việc này. Công ty hotline, công tác dịch vụ hotline cũng về cho dịch vụ luôn ạ. Các đội hotline hiện tại chúng ta đang tồn tại sửa chữa ở lưới điện cao hành gọi là sự điện nóng cũng sẽ đưa về cho công ty dịch vụ. Vừa rồi thì tạm nghỉ sơ kết 7 tháng thì các VC lên
cũng biết rất nhiều về chỗ mình hôm nay. Nhưng mà hiện tại thì tập đoàn quyết định rồi, thành ra chúng ta chỉ triển khai thôi, không biết kiến được nữa. Rồi, không có lãi, không phân phối thì đừng cạnh tranh quá. Thì các anh chị có thể là xem thông tin. Chúng ta sẽ nói xem qua chủ đề năm một tí. Chủ đề năm 2018 này là nâng cao chất lượng của nhân lực. Nói xem qua đối với anh chị đây là một số nội dung trong năm nay mà EVN bắt buộc chúng ta phải làm và phải chú trọng là có về nguồn nhân lực. Sau cái năm chủ đề về công nghệ thông tin, khoa công nghệ, phát triển khoa công nghệ thì bây giờ là nhân sự, thì chúng ta biết rồi, trong một bộ máy nhiều nhất thì con người vẫn luôn là quan trọng nhất. Con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu, vừa là công cụ để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Trong này là nhấn mạnh là công tác luân chuyển. Công tác luân chuyển điều động cán bộ thì chúng ta phải xây dựng. Các đơn vị hầu hết bây giờ đã vào quy củ việc này rồi, xây dựng kế hoạch từ đầu năm, sau đó báo cáo với CC và CC phê duyệt xong thì các đơn vị tiến hành triển khai theo quy chế. Nhưng mà nói là trước đây công tác luân chuyển nó chưa bao giờ mạnh mẽ như giai đoạn này, mạnh mẽ trong giai đoạn năm 2017-2018. Còn mạnh như thế nào thì trong quy chế sắp tới sẽ nói, tức là chúng ta đã có những cái sự thay đổi. Trước đây thì là có thể là 10 năm vẫn ngồi một chỗ, nhưng hiện tại thì luân chuyển là một biện pháp để nâng cao hiệu quả lao động. 3 năm anh ở đây rồi, 2 năm anh cũng có khả năng là anh luân chuyển rồi. Hiện nay là số lượng các bộ luân chuyển đang ngày càng nhiều. Một điểm nhấn nữa đó là thi tuyển thì chúng ta đã thành công được 2 đợt, đó là đợt 2016-2018. Cái này thì có nội dung tiếp theo tôi sẽ nói sau, nhưng mà công tác thi tuyển đối với CC là một đơn vị đầu tiên của ngành, đầu tiên của EVN tổ chức, ngay từ tiếng vang rất lớn, và kể cả luôn vụ thi công khen thưởng họ cũng biết đấy. Mỗi lần mà đi học ngoài kia, mỗi lần đi học thảo hội của ngoài kia thì cái nội dung này cũng rất được các đơn vị đại quan tâm. Miền Bắc, miền Nam tổ chức các đoàn học tập, sau đó là học bài sinh vai đấy, thành ra là cái quan trọng là cách thức tổ chức rồi. Bởi vì cái đợt đầu tiên khi CC tổ chức thì mới chỉ có một bộ chính phủ ra một cái văn bản, trong văn bản là tạm ngưng thi tuyển đối với các bộ lãnh đạo. Nhưng mà lúc đấy thì chính phủ lại cho phép một bộ được thí điểm, đó là bộ giao thông vận tải. Và sau khi mà mình tập đoàn xin phép các cơ quan trên là cho phép thí điểm trước đối với một lĩnh vực, đó là kinh doanh. Sau khi hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý cho đợt đầu tiên phôi 6 tháng mới đạt được cái nguyên tắc và thể lệ thi, thì đã thành công. Và cho đến hiện tại thì tập đoàn cho phép CG được tổ chức ở tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các giai đoạn. Thì cái này sẽ nói sau, nhưng mà đó là một cái thành công. Trong năm nay chúng ta tổ chức vào tháng 4 năm 2018. Một cái nội dung khác đó là số 7. Trang chỉ không xem được KPS nè. Đó là sắp xếp lại nguồn lực thì tôi báo cáo nãy rồi. Một cái công tác khác mà được chú trọng trong cái chủ đề năm nâng cao chất lượng nguồn lực đó là tuyển dụng lao động. Tuyển dụng lao động từ năm ngoái năm nay là CC đang làm rất tốt, thay đổi rất nhiều, đó là tuyển dụng tập trung. Cái này chúng ta đưa về cho các công ty được tỉnh thành và đưa lên cho các đơn vị tự tuyển, thì sau này khi tập trung và tổng đi là nó lại có nhiều điểm. Đây là một mô hình học được ở có học gì
Trước đây cũng là bệnh viện Phạm Trung Đồ. Năm 2001 là chúng tôi mà bước vào thi vào PC3 thì là đứa tôi là cũng đi gặp trong đấy, sau đó là đi về các tỉnh là đấy là nhớ là mình mới này, thì sau đó là các anh chị đấy cũng về Quảng Bình Quảng Trị hết. Thì đã có, nhưng mà bây giờ là Viettel là một ví dụ rất là hay, ngân hàng Vietcombank là đây, đó là những đơn vị lớn mà chúng tôi học được rất nhiều. Chúng tôi học ý đó là họ tự nhiên đầu tư, họ ra Hà Nội tuyển dụng xong rồi họ đi lấy từng tỉnh, họ tuyển một người của hồ sơ điều hành đi xuống để tuyển, tránh những trường hợp mà quan hệ xã hội chi phối. Thực ra thì ở đâu cũng phải có những mối quan hệ chi phối luôn, nhưng mà giải quyết thế nào nó hài hòa thì ở những nơi vị kia họ làm được những cái việc đó. Chúng ta tuyển dụng lao động nâng cao được cái chất lượng đầu vào. Thật ra những bạn trẻ mà học giỏi bây giờ vào thì các bạn phải học được rất nhanh và đào tạo rất nhanh. Rồi trong công tác nâng cao chất lượng nguồn lực này cũng là có những giải pháp mới bên cạnh giải pháp tuyển dụng, thì đó là giải pháp thải hồ. Đó tức là đãi ngộ đối với người lao động nghỉ trước tuổi. Cái này tôi sẽ nói sau vào phần lao động. Nhưng mà ý nói rằng là cái này ra đời cũng đã giải quyết cho một phần lớn áp lực giảm lao động của EVN cho BCC từ 2016 cho đến 2020 phải giảm rất lớn, hơn 2.000 lao động. Chưa kể đó là lao động giảm mà theo yêu cầu, chứ chưa tính đến những cái mà sự việc xảy ra do giải thể hoặc là thay đổi nguồn tổ chức này kia đối với các đơn vị, nó chưa kể đến. Hoặc là đưa công nghệ vào, công tơ điện tử vào là từ cái đi chữ rồi thu ngân này kia cũng giảm rất nhiều. Thì quy chế điện tử là nó là một cái giải pháp mà được đánh giá rất hay ở tập đoàn ngoài các đơn vị bạc, và nó tiền mà được khi mà tiền cái nói chung những người lao động và người sử dụng lao động thì người lao động lại suy nghĩ rất nhiều vì nó phù hợp với cả hai. Bên cạnh đó là có cái một quy chế nữa là trong người lao động mà không nghỉ đãi ngộ thì là sẽ là làm việc nhưng mà hưởng lương không trọn thời gian, tức là làm được nữa còn nữa thì về làm khác. Một nội dung khác đó là KPI. Thì hiện nay là công ty ta đang triển khai thí điểm, sau đó sẽ triển khai rộng khắp. Rồi, đó là một số nội dung cơ bản trong cái năm chủ đề. Năm chủ đề hiện tại thì là nó có rất nhiều lực, cho nên là đó là những giải pháp mà công ty đang triển khai để theo chủ đề năm. Chúng ta xin phép qua một cái mảng khác là công tác cán bộ. Công tác cán bộ thì trong quy chế này các anh chị có thể là truy xuất ở trên web. Quy chế này ban hành lần thứ tư thì phải, sửa đổi lần thứ tư, tức là quyết định số 2455 ngày 7/6/2018 cũng mới đây. Thì trong này có 12 nội dung về công tác cán bộ. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về mô hình trách nhiệm của thành viên, thấy rõ hơn cái thẩm quyền của chủ tịch và tổng đốc, đặc biệt là trong cái công tác lĩnh vực quản lý nhân sự này. Điều lệ thì phân định rõ hơn về lĩnh vực khác như tài chính kế toán, về đầu tư xây dựng, nhưng về công tác cán bộ thì chủ tịch và tổng đốc có khác nhau. Đó là chủ tịch tổng ty thì được thực hiện công tác cán bộ. Thực hiện công tác cán bộ tức là như là bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển gì đó, thì đó là những cái công tác cán bộ, gọi chung là công tác cán bộ. Thì đối với chức danh là chủ tịch và tổng đốc, tức là những nhân sự này, những chức danh này là do chủ tịch đề nghị với tập đoàn. Chủ tịch CC sẽ thực hiện công tác cán bộ với các chức danh sau, đó là được quyền bổ nhiệm phó tổng đốc,
kiêm hướng trưởng công ty, chủ tịch kiêm giám đốc của các công ty rất nhiều thành viên trong tháng tư lệ của sinh viên tại đó luôn. Thì giám đốc đơn vị hiệu trưởng trường Cao đẳng Miền Trung, và một cái như tôi nói nãy là trưởng phó trưởng ban thì có đủ cho sinh viên ban ngành của du lịch. Và thông qua để tổng giám đốc bổ nhiệm kỷ luật như thế, tức là tổng giám đốc quyết định được cán bộ với cái chức năng là tránh phó tránh văn phòng, phó trưởng ban trở lên, rồi phó giám đốc kế toán trưởng các đơn vị, phó hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch của tổng ty sẽ thông qua để chủ tịch kiêm giám đốc các công ty có nhiều thành viên, một trăm phần trăm lệ quyết định của cán bộ của các chức năng là phó giám đốc và kế toán trưởng công ty. Như vậy là cùng là phó giám đốc công ty là tỉnh, nhưng ở ông Đà Nẵng thì sẽ là do anh Cư chủ tịch kiêm giám đốc bổ nhiệm, nhưng ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình thì lại do tổng giám đốc tổng ty bổ nhiệm. Hai cái cấp bổ nhiệm khác nhau, anh chị nhớ nhé. Rồi cử lại còn cái thế người lao động này đi. À, trong này thì nhấn mạnh đó là ở đây có đầu tư điện ba người. Ở đây thì là những công ty cổ phần mà do CC nắm giữ trên 50% hoặc những chi phối, thì đối với cái danh mà chủ tịch hoặc là quản lý tổng giám đốc mà lấy nhiên liệu của CC thì tổng ty cũng phải xin ý kiến của tập đoàn trước khi tiến hành, cho nên hồ sơ thủ tục mà cử người đại diện ứng cử bầu quản này kia là phải làm trước, phải làm trước rất là lâu để mà trình cho ủy ban. Cái quy định này mới rồi, thành ra là phải làm. Chứ trước đây chỉ hoàn toàn còn tiền mà cho CC quyết định hết, CC cử ai làm gì không cần phải báo cáo ủy ban đối với công ty cổ phần, nhưng mà bây giờ thì phải báo cáo. Cho nên đặc biệt lưu ý chỗ Khánh Hòa với lại chỗ cổ phần đầu tư điện ban, thẩm quyền của tổng đốc đó là thực hiện của cán bộ, tức là tổng đốc thì bổ nhiệm đối với lại cái danh như tôi nói, phó đốc với công việc đơn vị, phó hiệu trưởng, trưởng phó các ban, và thông qua để người đứng đầu của các ban tiến hành đối với lại công cán bộ cấp bốn. Thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị trực thuộc, ví dụ giám đốc công ty được, đây là đơn vị trực thuộc thì là được đề nghị chủ tịch là thực hiện công tác bộ với đối với chức danh là giám đốc đơn vị và đơn vị đề nghị tổng giám đốc bổ nhiệm đối với chức danh là phó đốc kế toán trưởng và thực hiện bổ nhiệm đối với lại là giám đốc đơn vị cấp bốn sau khi có ý kiến của tổng ty của tổng đốc. Một nội dung này là chúng tôi đang định nhưng mà sẽ thay đổi thôi, đó là cái bộ an toàn duy nhất và điều độ. Hiện tại thì mỗi lần các anh chị muốn được chuyển động thì các anh chị phải xin ý kiến của tổng ty, nhưng bây giờ thì sắp đến sẽ thay đổi nội dung này, bởi vì nó đang có độ vi bất cập trong công tác của bộ, độ vi trong công tác quản lý. Thì cái này là thực ra là do là ví dụ như các bộ an toàn ấy, là do giai đoạn vừa rồi là từ 2004 cho đến 2016 là chúng ta tai nạn nhiều quá và tai nạn chết người đứng hàng đầu trong cộng đồng Việt Nam, cho nên là ràng thêm cái công tác điều động an toàn với lại bổ nhiệm trưởng phòng an toàn là CC có ý kiến và vì thế để CC quản lên. Còn riêng về điều độ là nó có lịch sử đi lại từ năm 2013, nhớ hình như là tháng 9 2013, và đấy là tổng đốc là anh Thanh ghi văn bản là khi điều động đầu tiên là phải xin ý kiến quản lý như thế này. Vì trước đây khi tổng ty DC3 mà đào tạo đi đổ thì là rất khó khăn, và phải ở đấy một năm học việc rồi này kia theo đúng quy trình, sau đó đi thi xong về thì anh Sơn Quỳ làm cứ cho đi thi suốt rồi thì biết thì đến lúc nhiều xong về đó phòng điều đông nó động đông chuyện luôn, chỉ một lúc xong là thiếu người đã tuyển dụng vào lại đi đào tạo tiếp, tức là ông chuyển một hơi lại xong cái lúc là thiếu người lại đi xin cái tuyển dụng vào cái lại đào tạo lại chuyển đi như một vòng quay lại
Thì sau đó là anh Nguyễn Thành Tham Hương là truy đọc điều kiện và chứng hoàn luyện thì báo cáo tổng ty. Nhưng mà các đang là sắp đến thì cũng đã có chủ trương việc này rồi, tức là sẽ thay đổi cái những cái đối tượng này để cho nó phù hợp với phong cách của cái bộ. Rồi đây, thông qua để giám sát việc lực bổ nhiệm đối với các cấp và trưởng phòng có thể bao gồm trưởng đội phòng, đội phó và thủ trưởng phó, thì nó nói gì là cái này á, thì là chúng tôi là làm ghi vào trong quy chế bộ này, nội dung này là để tuân thủ theo đúng cái quy định của IVN và 193. Chứ thực ra tại thực tế thì một số đơn vị rất khó làm việc này. Và hiện tại đang tồn tại hai cách làm ở một số đơn vị có chưa được thống nhất. Một số VC thì là điện lực làm hồ sơ trình lên phòng dân sự, phòng dân sự và trình lên cho giám đốc công ty, giám đốc công ty ra quyết định, đúng không ạ? Bổ nhiệm bằng kia rồi. Nhưng mà một số nơi thì là tuân thủ rất nghiêm, đó là giám đốc điện lực là ký bổ nhiệm trưởng phòng, phó phòng của điện lực luôn, điện lực 4 luôn. Thực ra thì nó không sao, cả hai cái đều đúng, bởi vì là người có thẩm quyền cao nhất vẫn là anh em, và anh em ủy quyền cho ông giám đốc công ty là toàn quyền trong tác bộ. Thành ra là giám đốc công ty ký cũng vẫn được, mà ủy quyền thông qua để cho giám đốc công ty ký cũng vẫn được. Nhưng mà hiện nay công CC đang tồn tại thế nào, nó có một cái nếu như để giám đốc điện lực và ký thì như tôi nói lại, điện lực không có liên quan đến nhau. Thành ra khi ký bổ nhiệm thì nó liên quan đến tiền lương, đến hệ số. Một ký ông đó lên, nếu là trưởng phòng thì ví dụ 03, 02, 01 gì đấy, hoặc đầu trưởng, thì đến lúc làm việc với bộ xã hội thì nó sẽ bị lướt. Đơn vị nào quan hệ tốt thì làm việc được thì tốt rồi, nhưng mà sẽ có những tỉnh bộ xã hội nó không chịu, thì thành ra phải để giám đốc công ty ký thì họ mới chịu. Người đứng đầu công ty con do CC nói gì trong mối lệ thì là tương tự như giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị cấp ba. Tuy nhiên có khác một cái là mô hình, đây là mô hình một thành viên, và mô hình một thành viên là giám đốc chủ tịch, giám đốc là người đại diện theo nghề nghiệp theo pháp luật nghiên cứu, cho nên là phóng viên nắm một cư thôi, còn lãnh cư là đặc quyền bổ nhiệm là hoặc là đổi nhiệm lãnh hiện được quyền của gì phó đốc cái đối tượng vân vân. Sau khi nó đặt rồi nó đã phải dùng chữ lệnh, chứ bình thường là phó đốc cái đối tượng nào là nhân tổng thi của gì. Rồi mọi người nội dung khác thì tương tự. Về tiêu chuẩn cấp bộ, xin hỏi các chị ở trong này có ai như học được có lý luận như vậy không ạ? Em này học hết rồi đúng không? Các anh giơ tay giúp ạ. Không, đây là bình thường á, giơ tay giúp đi. Đấy, cũng nhiều à, cũng gần chục người chứ. Có các chị công tác của bộ hiện tại là một điểm nóng, hot trên mạng xã hội và hot luôn cả trong nghị trường quốc hội và hot luôn từ trung ương đảng xuống các tỉnh. Bắt đầu vừa rồi cũng có gửi và chắc chắn là các tỉnh đều nhận, đó là công văn của tỉnh ủy Đắk Nông. Sau đó là bên Đắk Nông có CC cho bên Đắk Nông sẽ để xét, và sau đó thành ủy Đà Nẵng cũng có luôn. Tức là cái việc của gì bây giờ mà dính dáng đến ví dụ như là con ông này có con kia rồi bổ nhiệm sai quy trình thì như đang rộng lên, và đang cũng có một cuộc thanh kiểm tra rất lớn năm nay và năm sau cũng nằm trong cái giai đoạn kiểm tra của cán bộ của các đoàn kiểm tra của nhà nước ấy, chứ không phải là của IVN đâu, của chính phủ.
thì là vì có một cái văn bản ra thủ tướng đã đưa xuống quyết định vậy, đó là kiểm tra báo cáo lại toàn bộ công tác của nhiệm vụ từ năm 2012 đến năm 2016 5 năm, và báo cáo chi tiết cụ thể những trường hợp cán bộ nào bổ nhiệm trong giai đoạn đó tại thời điểm bổ nhiệm không đủ về tiêu chuẩn là báo cáo, và không đủ rồi thì sau bao nhiêu thời gian, 1 năm 2 năm, thì anh ta có đã học cái gì từ bây giờ, ví dụ thiếu anh văn học đang chưa, thiếu chế độ thẩm định chưa đấy, và báo cáo 5 năm từ năm 2012 đến năm 2016. Nói chung là công tác báo cáo vừa rồi là chạy, một số đơn vị là chạy cũng mệt mỏi. Thì có nói chuyện rằng là trong số cán bộ thuộc diện CC quản lý, các anh chị là thuộc diện đơn vị quản lý, trưởng phòng có trưởng phòng quản lý đúng không? Giám đốc điện lực thì mới là đưa vào đối tượng của CC quản lý, nhưng mà các anh chị là đối diện thuộc đơn vị quản lý. Thì chúng tôi chưa thống kê, nhưng mà theo thống kê mà của ban quản lý sự mà đối với các cán bộ thuộc diện là quản lý quản lý, kể cả từ giám đốc quản lý, giám đốc điện lực ấy, là 129 người không đủ về tiêu chuẩn lý luận chính trị. Nó là kết quả là năm thống kê là tháng 6 năm 2018, 129 người. Và bây giờ rất là sát sao bổ nhiệm thì theo năm quy trình là 5 bước, và trước đây chỉ cần 2-3 bước là xong rồi. Lấy phiếu tín nhiệm ở dưới là rất là cơ bản nhất, sau đó lên ban lãnh đạo họp giải quyết cái này là xong. Nhưng bây giờ khác là 5 bước, mà công tác bổ nhiệm bây giờ là họ yêu cầu phải đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Vừa rồi có một trường hợp là chúng tôi họp bổ nhiệm lại họp ban tổng đốc với hoạt động với ban điều hành của công ty, có một trường hợp hết thời hạn bổ nhiệm rồi nhưng mà chị ấy chưa nhận quyết định, cái thằng nào mà đưa ra bây giờ bổ nhiệm là thiếu, mà theo quy định là sau một nhiệm kỳ là phải hoàn thiện cái nhân trình đó với xử lý rất khó. Thì bây giờ cũng báo cáo vậy luôn là về tiêu chuẩn lý luận chính trị thì các đơn vị hãy sức lưu ý ưu tiên là trong quy hoạch đưa đi vào tạo luôn. Có một cái thực tế xảy ra là các bộ nào trong quy hoạch thì không được quan tâm, mà chỉ quan tâm những các bộ nào có nhiệm thì đưa đi học đâu nhỉ, đa số là đơn vị như thế, và hầu hết như thế thì cơ quan tổng tư quy hoạch quy hoạch thì chưa biết như thế nào mà nhiều quy hoạch ra được này, nhưng mà đến lúc mà cần bổ nhiệm anh chị thì rõ ràng là người ta thiếu, nó làm ra là nữ không bổ nhiệm được. Đó là một cái điểm ngược mà bây giờ là bắt là khi bổ nhiệm phải đều hết, không cho thiếu. Nhưng mà sau đó thì chị đang có xin đảng ủy hội đồng trung ương là một cái dòng chỗ này đối với cán bộ trẻ chưa đủ điều kiện đi học theo quy định của trung ương, cán bộ các đơn vị vùng sâu vùng xa có thể sẽ xếp đặt cách bổ nhiệm. Sau đó thì các đơn vị phải bố trí sắp xếp để các bộ được tham gia đào tạo để được nhận sau khi bổ nhiệm và phải đạt được đồng ý rồi. Chính vì đối với nhiều bổ nhiệm trước khi xem xét bổ nhiệm lại. Cái này bình thường thì không sao, nhưng mà chỉ cần lòi ra một cái gì đó mà nó có sự việc xảy ra là họ sẽ viết vào những cái hồ sơ nào sinh viên. Cán bộ trẻ chưa đủ điều kiện đi học theo quy định của trung ương thì đó là đối với cao cấp. Thì thường đi học cao cấp họ quy định độ tuổi là 40 tuổi, 40 tuổi là cao cấp. Thì ví dụ cái ban công ty thì có những bạn được đặt cách đi học trước 40, đó là mình xếp theo quy chế này kia là chức danh đó là được cộng thêm 5 năm, thành ra họ 35 tuổi là họ được đi học rồi. Nhưng mà những người mà đó là đi học đó, còn lại đối với chúng ta vừa rồi quy chế mới ban hành cao cấp là dành cho chủ tịch kiêm tổng giám đốc, còn lại là từ phó tổng đốc trở xuống đến giám đốc các quy chế tỉnh thành đến giám đốc tất cả là còn lại là cao cấp, không có hết. Các chị lưu ý là không có cái phiên ngang mà học đại học ra, không phải là học đại học gì đấy, kinh tế à, học đại học luật à,
À, bảo là mình cứ lấy cái ra là cung cấp bảo bản nha. Có một số thông tin cho rằng là học ở một số trường nào đó, đại học nào đó, hết một số môn nào đó là trình độ tương đương trung cấp. Cái đó quy định nó bỏ rồi, quy định nó rất lâu rồi, quy định năm chín mấy giờ rồi. Hiện nay tất cả những trường còn lại đều là trung cấp. Là trung cấp thì đấy như vừa rồi là PC Đà Nẵng tổ chức một cái khóa đối với những tiền tổ chức cho những anh chị nằm trong hoạt luôn 51 người, ai mà trong hoạt động đi học hết, học rất là tốt, để sau này lỡ có gì đó là bị đại đủ của những cái lực mà có ai thì Đà Nẵng tiên phong. Tự nhiên Đà Nẵng là có thông tin trước là ông đây là liên hệ với trường chính trị của tỉnh là làm luôn một lớp tăng 51 người, bọn đi gửi thêm vào đó cũng mười mấy người ở đây nữa, là một lớp 10 bạn. Cho nên các chị mà là số mà được thì lên tổ chức. Các đơn vị vùng sâu xa có thể xem xét, đó là thường thường các tỉnh Tây Nguyên và các đơn vị vùng núi của các BC. Chứ còn lại là hầu hết là hiện tại là vào cũng được. Và khi bổ nhiệm mà nhà có. Trong đó chị đang nói tìm được với thôi. Còn dĩ nhiên bên cạnh đó là còn có những tiêu chuẩn như anh Văn rồi ngày kia theo như thế. Các chị sau này có gì là phải lưu ý tiêu chuẩn anh Văn này. Tổng đi đã áp dụng rồi, cơ quan tổng đi đã áp dụng rồi. Tổng đốc vừa rồi là năm ngoái có văn bản và năm nay cũng đang có văn bản. Những người nào dưới những bạn nào là dưới 40 chuyên viên ở đây phải ra hết và phải nộp bằng ví dụ như chứng chỉ quốc tế tối là phải từ 450 trở lên và tương đương từ đó khi ngang ra ai đang bao nhiêu đó B1 hay A1 gì đấy và tương đương người nào không nộp hoặc là thi không đạt thì không được cử đi nước ngoài bằng bất kỳ nguồn kinh phí nào của công ty đó, có quy định rồi. Và làm cái phong trào làm văn rất là rộng khắp. Cán bộ được bổ nhiệm từ chuyên viên lên phó ban là phải có được luận văn A2 trở lên. A2 là nằm trong cái khung mà bộ giáo dục đào tạo có 6 bậc, A1, A2, B1, B2 rồi cái gì đó. Thì có tương đương sau này cái tuổi lên A phô cho nợ, nhưng mà anh Văn thì cho nợ, nhưng sau một nhiệm kỳ là phải có, còn không có nhiệm lại là không có nhiệm lại. Sẽ có được đơn giản luôn, đó là bổ nhiệm phó trưởng ban. Phó trưởng ban ở đây, đó là anh Văn. Một tiêu chuẩn nữa về đào tạo đó là các bộ quản lý theo khung của ủy ban. Đây đây, anh chị em ngồi học đây là theo khung, theo cái quy định của ủy ban. Bộ lý cấp 3, cấp 2, cấp 4 là chúng ta trải qua cái này có chứng chỉ là xong. Cho nên được là ở dưới là tiêu chuẩn cán bộ cũng do cái đơn vị cũng tham mưu để xây dựng và quản lý được cao. Nhưng mà nói thật ra là ngoại ngữ rồi cái lớp đào diễn này cái mức độ quan trọng là không bằng tiêu chuẩn nước chính trị. Lưu ý nhất cái gì là những vấn đề của người bên ngoài vào để hành xuất của cái đấy không? Nội dung tiếp theo là cái xét giám bộ thì các anh chị biết rồi, nếu như anh chị là trưởng phó phòng, trưởng phó đơn vị thì đây là hàng năm. Trước khi bổ nhiệm các anh chị cũng làm một cái bản tự nhận xét, rồi hàng năm phải làm một nhận xét. Đúng không? Và yêu cầu thời kỳ đánh giá đây, đúng không? Các anh chị xem không này. Các căn cứ để đánh giá thì cấp mà cấp 4, cấp 3, cấp 3 nha. Bởi vì cấp tham mưu, cấp với cấp quản lý, quen. Cấp tham mưu là gồm cấp phòng ban. Ví dụ mà như bao giờ cơ quan tổng ty là cấp tham mưu. Còn cấp các đơn vị mà quản lý một đơn vị là cấp quản lý hoàn toàn. Thì tại vì sao nó liên quan đến điều lệ quy chế cái hoạt động của đơn vị đó đến cái nhiệm vụ được giao, chương trình kế hoạch được giao, mục tiêu
có số lượng đàng hoàng chứ là bệnh nhân. Thế còn các bên mưu thì nó rộng hơn. Nhưng mà ý tôi nói rằng là đối với người quản lý doanh nghiệp là gồm có 7 nội dung. Người quản lý doanh nghiệp đây là gì thì có thể xem trong người điều lệ hoạt động của mình. Người quản lý doanh nghiệp bao gồm giám đốc, phó giám đốc của một đơn vị. Đối với tổng công ty thì đó là ban tổng đốc. Đối với lại trách nhiệm thành viên cũng là ban giám đốc và các đơn vị cũng là bạn. Người quản lý doanh nghiệp này đối với BC thực vụ thì chúng ta quy ước với nhau rằng là đó là ban giám đốc thôi. Chứ thực ra ban giám đốc của các công ty được tỉnh thành trực thuộc của các đơn vị thuộc không phải là người quản lý doanh nghiệp, bởi vì đó là ban doanh nghiệp, đó là chi nhánh và đó là người mà tổng giám đốc tổng ty ủy quyền để mà làm số việc thôi. Cho nên người quản lý doanh nghiệp đây là áp dụng cho tổng ty 3 công ty con, 5 công ty con là áp dụng cho tổng ty này. Nhưng mà đối với các BC kia chúng ta quyết định cũng áp dụng cái này, áp dụng cái nội dung này này. Đó là cái gọi thì một thêm điều kiện hợp rồi thì điều lệ tổ chức hoạt động của đơn vị chấp hành chủ trương đó vô văn cái này thì chỉ cho mấy đối với cái chức năng khác thì đánh giá ba nội dung, đó là cách tham mưu đây chỉ có ba nội dung thôi. Nhưng mà có một việc tôi muốn nói, đó là đánh giá nội dung KPI. Sắp đến KPI sẽ được đưa vào, đây là một nội dung mới. Hiện nay thì hình như giai đoạn một là ở 4 tỉnh đầu tiên thí điểm là ở Đà Nẵng nhé, ở Đà Nẵng. Sau đó 4 tỉnh là Thừa Thiên Huế, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, đấy là 4 tỉnh. Nhưng mà thứ hai thì cũng là Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Và giai đoạn thứ ba là các đơn vị còn lại, Phú Yên, Kon Tum, Vĩnh Long. Thì ý nói thêm rằng là KPI này là được xây dựng từ bản đồ chiến lược của tổng ty, sau đó phân bổ về cho các ban quản lý và phân bổ về cho các đơn vị là trực thuộc vào công ty con của công ty áp dụng những cái quy tắc mà thế giới họ làm, đó là thể hiện công bằng vân vân. Ý muốn nói rằng là cái KPI này sau này sẽ đưa vào để đánh giá từ người nhân viên, từ lao động cho đến các chức danh lãnh đạo luôn, và được làm tự động trên phần mềm chấm KPI, và nó sẽ liên quan rất lớn đến tiền lương, tiền thưởng của người lao động. Thì cái này là một nội dung, một chủ trương mà năm nay và năm sau sẽ được triển khai mạnh mẽ. Có báo cáo gì mà cái này thì đến phần nội dung đánh giá nhân viên thì mình sẽ nói, nhưng mà hiện tại thì triển khai cơ quan công ty và các đơn vị đang gặp khúc mắc rất nhiều. Tôi ví dụ thôi là một cái xưởng bảo dưỡng hãng bên thuộc về của Đức tại Hà Nội, họ đã ứng dụng cái này 4 năm, nhưng mà nói thực sự rằng là mà ở đó là làm về sản phẩm, tức là có xe vào, có xe ra, thay cái gì, rồi là thời gian của người công nhân nó thay bao nhiêu, chất lượng sau khi KCS xong là như thế nào, hiệu quả công việc, chất lượng công việc, thời gian tiến hành việc, họ đo được hết, bởi vì họ là sản phẩm cụ thể, mắt nhìn thấy được và đo đếm được ngay tại trong ngày. Một ngày đó anh nói là được bao nhiêu cái bệnh viện cho xe là có hết bộ phận, đó là bao nhiêu là có hết, đo được hết. Cho nên họ làm KPI nó dễ hơn chúng ta. Nhưng mà mất 2 năm đầu tiên là cũng phải rất là chặt vật kiện cáo và vì ảnh hưởng đến cái đồng lương của người ta kiện cáo rất nhiều, mà đó là một đơn vị thành phẩm cụ thể rồi thì chúng ta sẽ rất khó hơn. Chúng ta nếu dễ hơn thì chỉ có những anh công nhân mà trực tiếp với cái kia với thực tế, ví dụ đi làm công tơ, làm đường dây bao nhiêu km, bao nhiêu trụ trong một ngày, chất lượng việc kiểm soát xong là xong. Nhưng mà ở công tác và giám tiếp mà công tác nói về việc sẽ rất khó. Nhưng mà đây là chỉ đạo từ IBM
cho đến là quản lý, kể cả tổ chức tư vấn là nói thì là các đơn vị được quyền lựa chọn, thực ra là cũng đã chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới rồi, chỉ biết OCD. Thì hiện tại thì cái chương trình phần mềm chúng ta cũng đang xây dựng, cũng đang làm, và khi chương trình phần mềm này ra thì là bắt buộc là phải phải thực hiện, bởi vì là sếp có nói một câu là ví dụ như ban luôn có 10 người thì bây giờ đánh giá thì có 3 người làm rất tốt, 3 người làm rất tốt, 5 người còn lại thì làm bình thường, làm tốt, làm như bình thường, còn 2 người kia thì làm tạm được nếu mà quản lý. Thế thì dưới bảo lại thì bây giờ tiền lương mình phải phân ra, ví dụ như phân cái khoản lợi nhuận mình phải phân ra ba khoản, tức là những người nào làm tốt sẽ được thưởng nhiều hơn với lại người yếu, nhưng mà hai người kia cũng không thể nào bằng nhau được, cũng không thể nào là hai người đó loại A được 1,4 được hoặc 1,1 hoặc 1,2 được, mà phải có người ở bên nhau, bởi vì không thể nào hai người đó là như nhau. Cái gì của cháu cũng nghĩ là mỗi người là một con người trên đang đời này đúng là một thực thể duy nhất, không có ai giống ai hết, góc nhìn khác nhau, quan điểm khác nhau, cách xử lý công việc hoàn toàn khác nhau, nó thể giống nhau đấy về file chúng đấy, nhưng mà chắc chắn là thời gian xử lý sẽ khác nhau, nếu gì chấm theo máy thì nó sẽ khác nhau, và cái điểm chấm ra phải khác nhau, nhưng mà đúng là rất là khó. Vì phải chi tiết được cái nội dung chấm điểm KPI, cái đó là khó nhất. Muốn xây dựng KPI chúng ta phải xây dựng cái mô tả công việc. Ngày xưa chúng tôi được đi dịp một cái đào tạo về cái quản lý nguồn lực của Indra Tây Ban Nha, hoặc là hồi đó xin tập đoàn mua bản quyền không được, nhưng mua được cái bản mô tả công việc của Indra bên này thì mà đỡ rất nhiều, đó là năm 2009-2010, nhưng mà buông được, chỉ đi dạy học thôi. Thì xây dựng cái bản mô tả việc này chi tiết đến từng chức danh thì chúng ta sẽ chấm và đánh giá được cái hiệu quả của nhân viên thông qua KPI này, bởi vì là một người xấu một người không thể bằng nhau, cho dù là tốt như nào tổng thể phải có người điểm, giống như là bây giờ cơ quan công ty là tổng đốc yêu cầu đó là các ban trưởng ban phải sắp xếp là từ 1 đến hàng cuối cùng, không thể nào làm đúng nào, các giỏi như nhau đấy nhưng mà phải có người nhất trong tháng đó, phải có người nhất, người nhì, người ba, người tư, giống như xếp thứ thì sinh học sinh đi học là các bạn đã học giỏi như nhau 8,8 như nhau, nhưng mà phải đánh giá được là người nhất, người nhì, người xuất sắc nhất để nhận thưởng. Đó là quan điểm của ban lãnh đạo công ty là xây dựng một cái chế lương rằng là người nào mà giỏi vượt trội so với người cuối cùng thì khoảng cách lương đó phải có sự khác biệt, và phải đánh giá được nhân viên giao đặc trách đó cho người đứng đầu, đó là trưởng ban công ty, đó là nhà đặc trách, anh nào đánh giá không được thì là phải báo cáo giám đốc, mà hàng tháng này báo cáo giám đốc danh sách thứ tự xếp vị thứ của từng nhân viên. Và cuối cùng là tất cả các bạn phải làm phân loại đánh giá thì bọn tôi ngày xưa là chúng ta có 4 bước: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành, nhưng bây giờ còn 3 thôi: một là tốt hẳn, hai là bình thường, và ba là không hoàn thành. Về chúng ta sang nội dung nữa, một số nội dung thì các anh chị là xem trong quy chế bước một hoặc là trên mạng cũng có. Chúng tôi chỉ lưu ý một số nội dung này thôi. Đây, chỉ quy hoạch và chỉ dân cao hơn và đủ tuổi dự án thì có, nhưng chỉ quy hoạch hơn tức là sao, chị không? Tức là chúng ta đang giám đốc này, giám đốc điện lực này không hoặc sang giám đốc điện lực kia,
các anh đang phó phòng tổ chức hoặc phó phòng quy hoạch thì không có quy hoạch sang phó phòng đầu tư kia, cái đó không phải là quy hoạch, một quy hoạch là quy hoạch lên trưởng. Nếu như là phó phòng quy hoạch thì quy hoạch lên trưởng phòng tư hoặc lên trưởng phòng quản lý đầu tư như thế thì được. Nhưng mà anh đang nói là phó phòng quy hoạch là anh quy hoạch cho phó phòng quản lý đầu tư là không phải nha, cái đó là sao, cái đó là ngang cấp. Mà ngang cấp thì mình chỉ lập kế hoạch điều động luân chuyển mà thôi, cái đó không phải là quy hoạch. Quy hoạch lên cao hơn, ví dụ quy hoạch lên trưởng phòng, lên phó giám đốc, được rồi. Cái kết quả thì sẽ ra sao? Đây quy hoạch thì có 4 bước, thì cái này chắc các phòng tổ chức của anh người nghiên cứu rồi báo cáo với anh chị không, thì cũng là giới thiệu sách dự kiến, sau đó là tổ chức hội nghị hội chủ chốt, vân vân. Sau đó thì tôi sẽ liên kết đó thành ban chỉ đạo lấy ý kiến hội và biểu quyết sẽ đi vào quy hoạch. Chỗ này thì không thay đổi, nhưng mà có một số lưu ý, đó là một chức danh thì quy hoạch 12-4 người, không được quy hoạch một người cho một chức danh, tức là một chức danh không được quy hoạch một người. Anh chị nào thấy có những trường hợp như vậy thì cũng phải báo cáo lãnh đạo, thì đó là sai nguyên tắc. Tránh trường hợp là sau này đi bổ nhiệm là chỉ bổ nhiệm rút người đó, không được lấy ý kiến nhiệm người khác, mất nhiệm tử. Tức là quy hoạch thì chúng ta có thể xây dựng và quy hoạch, khi xây dựng quy hoạch rồi mà ví dụ chức danh phó phòng quy hoạch chỉ có một người thôi thì sau này tiến hành mất bổ nhiệm, thì lại lấy mỗi trong quy hoạch đó ra thì chỉ một và một thôi. Thì như vậy nói như chỗ đó là cái lý do vì sao mà không được quy hoạch một cho một. Tuy nhiên có một số trường hợp hết sức đặc biệt thì sau đó là ban lãnh đạo cân nhắc và xem xét có những ngành mà không có người khác, ví dụ như thiết nghị điện vừa rồi nhập được đến cái đó cả phòng như được mấy người thì em nhớ, nhưng mà em chỉ nhớ được là phải bằng đạo chính quy là cái tốt trưởng mà là phải bằng đạo kế toán chính quy rồi con hoa hoa gì đấy nè, thì cuối cùng trong phòng đấy thì hình như là không qua, không qua đó chị thì lại là chức ví dụ thế, thế thằng ta là báo cáo là không, lần đầu tiên báo cáo cái quy hoạch lên tổng thì mà không qua hết, cái lần thứ hai thì là cố gắng lắm là thì đâu có được người, thì làm sao bây giờ cuối cùng tổng thì phải bổ sung quy hoạch những nơi khác đến cho IDC. Thế ý rằng là khi mà phòng tổ chức mà định lên cái trường hợp, những trường hợp việc đấy thì tìm không ra người tại một đơn vị đấy thì có lãnh đạo để xem xét những đơn vị khác và rồi những cái khác thì các anh chị thì xem một lần. Không có phải nó sẽ đảo không? Vì thực ra là cái nội dung này là một ngày rồi. Nói hết cái luật này rồi đi ra bổ nhiệm của bộ thì nói hết cái nội dung của bộ đi rồi sau và thì hơn mới là hiện tại thời hạn những cái bộ bây giờ đã có thay đổi 5 năm đối với chức danh là ban lãnh đạo tổng liên đoàn và cái thống trưởng, 4 năm đối với chức danh do chủ tịch tổng đốc chủ tịch bổ nhiệm và người quản lý doanh nghiệp cấp ba. Nếu như không có cái này thì sẽ khác. Ý nói là ví dụ chúng tôi trước đây là 5 năm, bây giờ thì chỉ còn 4 năm thôi. Và 3 năm là đối với lại đơn vị cấp 3 chứ không có gì. Nhưng mà ý nói là nếu như không có cộng từ người quản lý doanh nghiệp cấp 3 ở trong 4 năm á, mà 4 năm đối với cái chức danh do chủ tịch tổng đốc chứ không có gì thì nó sẽ khác nhau. Bởi vì sao? Phó giám đốc kế toán trưởng đơn vị trực thuộc là do tổng giám đốc bổ nhiệm sau khi có ý kiến của chủ tịch. Tại sao chỉ có đề nghị của đơn vị? Nhưng mà phó giám đốc như VC Đà Nẵng hoặc EDC ấy, thì là nếu như không do giám đốc, nếu như do giám đốc EDC bổ nhiệm thì nó chỉ được 3 năm thôi. Ở được 3 năm thôi. Nhưng mà là có ràng như thế này quy định này, cho nên đối hành với nhau thời hạn. Nhưng mà chú ý bây giờ thời hạn bổ nhiệm đã giảm 1 năm rồi. Tức là các anh chị xưa là 4 năm luôn, 4 năm bây giờ chỉ còn 3 năm thôi. Và nó liên quan đến công tác đơn vị hiện tại.
nhiều người sẽ nói là 3 năm thì rất là ngắn, thế là sẽ nói sau. Rồi, có cái này các bạn xem không? Ta lấy về trình tự thủ tục của gì của bộ thì báo cáo với chị, hiện nay là chúng ta làm theo quy định của Ủy ban xuyên suốt luôn và bắt buộc tất cả các đều làm theo, vì hình như là công tác kiểm tra hồ sơ cán bộ là cũng đang quyền thực kiểm tra, nên là từ năm ngoái năm nay tới từ năm nay là năm bước. Ngày xưa chúng ta có ba bước cơ bản thôi, là làm một danh sách, sau khi họp ban đạo làm một danh sách, sau đó rồi là họp bỏ phiếu tín nhiệm, sau lấy cái bỏ phiếu nó về sang ban lãnh đạo và đạo ủy họp lại và quyết định, thế là xong. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bước một là hội nghị lãnh đạo gồm lãnh đạo cấp ủy, là chỉ nói về cơ cấu tiêu chuẩn điều kiện của mình thôi, không bàn về cơ sở. Bước hai là mở rộng của lãnh đạo gồm các trưởng các đơn vị ở trưởng phòng, nội dung đó là tự do giới thiệu, cái phiếu là ngày giới thiệu này không có in tên, phát phiếu ra cho cái hội nghị này, các anh chị thích người nào các anh chị điền vào người đấy, kể cả trong luật và ngoài luật. Các anh chị lưu ý là tới bước hai này là trưởng các đơn vị là bước thăm dò, các anh chị thích ai các anh chị điền tên, phiếu không có tên nước. Bây giờ có thể trong một ngày mặt và các vị không cần quan tâm đó là trong ngày mặt, và cán bộ nào mà được giới thiệu trên 50% số phiếu mà nhiều nhất thì được lựa chọn để làm các thủ tục tiếp theo, một người thôi. Còn nếu như mà không có ai trên 50% phiếu mà có nhiều người dưới 50% phiếu thì là được lựa chọn hai người có số phiếu cao nhất dưới 50% để đưa ra làm được và các phiếu tham. Ví dụ trên 50 mà có đến 4 người thì lựa chọn người cao nhất, mà dưới 50 thì phải lựa chọn 2 người cao nhất để đưa ra làm được tiếp theo. Không quan trọng là trong ngành hay ngoài ngành nhé, anh chị lưu ý. Ở bước 3 là học lại cái hội nghị giống như là một xem xét kết quả này hết và giới thiệu cái sự quản lý cũng bằng viết tay, không biết sẵn đây. Đó là gì, là kết quả của cái bước hai mà chúng ta đưa ra bước ba, và cán bộ nào mà trên 50% số phiếu cao nhất sẽ được lựa chọn đưa ra bước bốn hội nghị cán bộ chủ chốt. Còn không ai trên 50% số phiếu thì đã tiếp tục lấy hai người cao nhất để đưa ra bước bốn. Bước bốn là cái bước mà các vị hay thấy là bước cán bộ chủ chốt, họ ở phòng là họp toàn phòng để lấy tín nhiệm đó. Đó là bỏ phiếu. Cái phiếu ở lúc 4 này là in tên rồi, cái phiếu này là in tên rồi. Nếu như chọn một người trên 50% thì chỉ in một tên thôi và đồng ý không ý. Còn nếu như hai người dưới 50% phiếu thì in hai tên rồi đó bạn, và đồng ý không ý, đồng ý người này không đồng ý người kia, đồng ý chân. Và có một bước 5 là bước quyết định. Bước 5 là bước quyết định là thì tập thể lãnh đạo bằng 3 từ một đồng ý lãnh đạo họp để quyết định làm chọn người nào, cho nên có quyết định rồi. Những kết quả lấy phiếu đều là ý, đều là kết quả tham khảo thôi, không phải là yếu tố mang tính chất quyết định. Nó mang tính chất quan trọng nhưng không mang tính chất quyết định. Tất cả là đều phụ thuộc vào cái bước năm. Bước năm quan trọng nhất là bước do ban lãnh đạo gồm ban lãnh đạo và ban thường vụ phụ trách chọn. Và hội nghị này chỉ trách nhiệm trước các cấp, trước cấp trên, trước pháp luật và trước quy định, trước tất cả, trước những người khác, trước đơn vị mình về cái quyết định của mình. Bởi vì người trong quy chế bộ, trong điều lệ tổ chức và đấy, và trong luật doanh nghiệp họ cũng cho phép một điều này là người sử dụng lao động
người đại diện theo pháp luật được toàn quyền trong công tác cán bộ và công tác lao động. Nói đến lao động để nói cho chị biết là ngày xưa là chỉ người lao động nào ký hợp đồng với giám đốc PC nào là chỉ có ở tỉnh đó mà thôi, đúng không? Nhưng mà đã có phụ lục rồi, tức là người lao động có thể được điều động nhận công việc ở bất cứ nơi nào của CC. Đấy. Ý muốn nói là người sử dụng lao động là người có toàn quyền cao nhất trong mọi hoạt động của doanh nghiệp đó, đặc biệt là trong các cán bộ. Dĩ nhiên là những cái cổ phiếu là căn cứ quan trọng rồi để lãnh đạo xem xét, nhưng đó là cái nhất quan trọng thôi, không phải nhất quyết định. Bởi vì người chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước event đó là không là Trần Nhân chủ tịch viên tổng đốc, thì đây toàn bộ hoạt động về sự phù hợp với pháp luật và hiệu quả của doanh nghiệp, cho nên là được quyền bảo vệ. Cho nên khi anh Nhân đã ủy quyền cho các người đứng đầu ở đơn vị dưới thì người đứng đầu đó có toàn quyền, các vị nghe nhé, có toàn quyền để xem xét mọi việc một ai đó mà người đứng đầu đó cảm thấy rằng là phù hợp và vận hành được cái công việc hiệu quả. Đấy. Còn người về quy trình, chúng ta vẫn cứ phải thực hiện các bước, vẫn phải thực hiện, nhưng mà quyết định sau cùng vẫn là những người đấy, những người đứng đầu. Các vị lưu ý không? Vậy chắc là thôi, nếu trước khi đi vào thì chúng ta nghĩ giải lao đi nhé. Giải lao mấy phút ạ?
Thank you.
Thank you.
cả giám đốc, phó đốc là ở dưới luôn. Thì từ một đơn vị có những cái mảng tối của công tác kinh doanh, nhưng mà là tiến trình để mong cho nó mất về, thì sau một thời gian anh cùng sắp xếp lại cùng với ban lãnh đạo sắp xếp lại công tác kinh doanh tại Đắk Nông, cùng hướng mọi người đi lên. Thì là vừa đầu thì sẽ mong lại là một trong top 3 của KBC là hoàn xuất sắc cái mục tiêu công tác kinh doanh. Nó là một cái rất là điểm sáng mà mọi người đánh giá cũng rất cao cái tinh thần và thi cử thi tuyển lãnh đạo. Bởi vì công tác thi tuyển này là năm 2016 đối tượng thi khác với năm 2018 rồi. Năm 2016 là chúng tôi mở rộng hoàn toàn đối tượng thi tuyển, tức là các anh trong quy hoạch và các anh ngoài quy hoạch là các anh toàn người đi được quyền làm cái gì hết. Các anh thấy rất là các anh làm cái gì không? Cái quan trọng nhất của các hội thi đó là chuyên ngành đó, nó tạo điều kiện ra cho tất cả mọi người, kể cả già trẻ, không phân biệt bên trong là ngoài là không phân biệt là già hay trẻ, kinh nghiệm hay ít kinh nghiệm, mà miễn là anh đáp ứng được đủ điều kiện là đăng ký vào hồ sơ và cái chuyên ngành đó. Quan trọng nhất là những ý tưởng và giải pháp thì tạo ra một sự cạnh tranh công bằng như vậy và khuyến khích được những nhân tố mới, những năm có trẻ tham gia vào công tác quản lý điều hành. Bởi vì xưa nay là chúng ta biết đầu là công tác của gì là cứ người già lên xong đó là bị hư xong bắt đầu người trẻ mới đi đây được. Bánh xe trước chạy, bánh xe sau chạy. Xin bài thế nào rồi? Thì và dĩ nhiên thì người lớn tuổi họ có kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng mà những người mới thì họ sẽ có những cái sau bây giờ sau thông tin mà mạng xã hội thì những người mới sẽ có những cách gì mới, những cái tiếp thu những cái phương án, những cái công nghệ mới, thì ta sẽ có những cái quan điểm khác. Thì các anh cũng chỉ thấy là như Google, Facebook rồi này kia, họ đều là những người rất trẻ và cho mọi sự thành công đều có sự may mắn, nhưng mà những người trẻ có những ý tưởng đột phá. Thì phóng gốc bên ban lãnh đạo cũng đã quyết ý tưởng rằng là thi tuyển. Cái ý tưởng này đối với chúng ta là mới, đối với ngành là mới, nhưng mà đối với lại những tỉnh thành, những bộ ban ngành khác thì hoàn toàn không mới. Và nước ngoài cũng tổ chức như nhiều rồi, họ không có đồng cấp. Nhưng mà giờ chúng ta mới làm, mà vì chúng ta là doanh nghiệp thuộc tập đoàn là thuộc Bộ Công Thương, nó là danh tiếng thì là không phải là những nước, nhưng mà tất cả mọi đoàn thanh kiểm tra thì vào đều là thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước, tất cả là nó đều vào là, cho nên là được xem như là một doanh nghiệp nhà nước. Cho nên hết sức cẩn trọng trong cái việc mà bổ nhiệm và qua thi tuyển này. Đây là một cách làm ngoài quy chế. Trước đây năm 2016 là tháng 4 năm 2018 là ngoài quy chế, nhưng sau tháng 6 năm 2018 này thì công tác thi tuyển này được đưa vào quy chế một cách công khai. Đấy. Và các lại không theo các bước, năm bước rồi, các chị nhớ. Thì công tác tổ chức này năm 2018 chúng tôi gọi là được đi đây cho phép thi tuyển là 4 điều luật, 22 hồ sơ ứng tuyển. Và cách làm mới đó là thi hai phần, thi phần 1 anh đạt điều kiện mới thi vào phần 2. Phần 1 tức là thi lý thuyết chuyên môn và thi nhân văn. Nếu như đạt đại 2 điểm đó từ 5 điểm trở lên thì anh mới được bước vào phần 2, đó là thi chuyên ngành đọc. Chuyên ngành đọc tức là anh ta sẽ xây dựng một cái chuyên ngành đọc đó, anh ta sẽ phải nêu được cái tồn tại, cái vướng mắc, cái khó khăn, cái hiện trạng của công tác. Ví dụ như kinh doanh thì mô tả về trạng nhân, kỹ thuật thì mô tả về trạng quản lý kỹ thuật, v.v. Để anh ta mô tả được và sau đó đề ra được những cái giải pháp, những cái ý tưởng phù hợp với quy trình của mình hoặc những ý tưởng mới để cải tiến và đẩy mạnh cái công tác đấy. Đó là cái nội dung chuyên ngành đọc. Thì 22 người thi xong vòng một rớt hết nữa, rớt hết rồi đó, bởi vì có những cái nội dung là anh ta cũng đạt được 5 điểm mà đạt được 4.6 rồi, tức là tiếng không phải 4 được thôi, nhưng mà báo cáo lãnh đạo thì lãnh đạo họ luật chơi đề ra chúng ta tuân thủ, không có đây là thi tuyển mà không có như, bởi vì có những anh được đánh giá rất cao ngay từ đầu khi hồ sơ ở những đơn vị lớn, có thâm niên, có kinh nghiệm,
quản lý vận hành, ví dụ đặc biệt là trong kỹ thuật, có thanh niên trong công tác quản lý kỹ thuật ở lại các đơn vị cũng đi học nước ngoài, nước trong, nước ngoài, nước trong, nhưng mà vào kiểm tra một phát nhớ không được đăng kiểm, thế thì không cứu được và phải tiếp tục chơi. Vào trong vòng hai thì vòng hai thì chỉ còn lại là mười mấy người không nhớ, nhưng mà kết quả đọc là được 7 người. 7 người thì của mình và quản trị hai, tổng cộng là 7 người, quản trị hai với lại Quảng Nam, ngoài ra quản trị hai với ai hai còn lại mấy người kia là 1 người. Thì hiện tại đã bổ nhiệm được 3 người, bổ nhiệm 3 người, còn 4 người thì là cần đưa về cơ sở, tức là giám đốc điện lực một thời gian, sau đó sẽ tiến hành bổ nhiệm. Và chúng tôi cũng nói đây là một điểm mới, bởi vì sao, là công tác thi tuyển được cái sự là công khai, minh bạch và rất là khoa học. Tôi ví dụ thôi, đó là công tác ra đề thi thì tổng giám đốc là người chủ trì, tôi làm quyết định thành lập ban ra đề thi nhưng không biết tên là ai, chỉ biết mỗi là thành lập là mỗi ông Trần Nhân tổng đốc là trưởng ban ra đề thi và người cán bộ do tổng đốc chỉ định và sẽ được công bố sau khi kỳ thi kết thúc. Công bố là sao? Công bố là gì? Lúc đó liên quan đến cái tiền ra đề thi, ra một đề là được mấy 75 ngàn hay là 20 ngàn thì cũng chỉ ra gì đó là được vậy. Như vậy ra và chỉ sau kỳ thi kết thúc mới công bố danh sách ra đề thi. Còn lại thì tức là anh Nhân cũng gọi một ai đó đến phòng của mình giao cho là ông ra về về lĩnh vực của đó là ra. Trước khi kỳ thi, cái ngày thi lý thuyết xảy ra và tôi là được tổng đốc triệu tập lên vào lúc 2 giờ chiều, gọi lên gọi phát lên kêu là em triệu tập 5 người này, có thể là thư ký, có thể là người kia vào một cái phòng họp, sau đó là tất cả mọi người dùng điện thoại gọi về cho người thân gia đình, trong vòng 15 phút em có gia đình có việc đó thì liên hệ qua một người, còn lại tất cả điện thoại mình hết tắt điện thoại cho người khác, ở tại chỗ ăn tại chỗ ngủ tại chỗ, wifi không có, là chỉ để làm đề thôi. Làm đề cho đến 10 đêm, tổng đốc chạy sang gọi là ăn tối cùng một tí, sau đó tổng đốc về nhà gọi lại ở đấy ngủ và mang đề thi đi phòng 10 giờ là đồng đề thi cho sếp, sếp cầm về, sau đó 7 giờ đề thi thì 7 giờ 25 được thả, mới bắt đầu được thả ra. Đấy, tức là nghiêm túc đến mức độ như vậy. Thi như mình được đọc là ban người đồng bố trí coi phim 24/24, cứ có người lên làm phim từ đầu đến cuối, thứ nhất để làm những việc, thứ hai để làm giám sát, sau này có cơ quan nào tham gia mình có thể mình cũng mình. Và đặc biệt một điểm nóng mà tôi muốn chia sẻ đó là cái hội đồng giám khảo vừa rồi là 27 người, còn 2016 thì nhiều hơn, 27 người bao gồm ban tổng đốc, kế toán trưởng, phó bí thư, chủ tịch công đoàn, ngoài ra là tất cả giám đốc, người đứng đầu của các đơn vị thành viên, tất cả, rồi mời thêm một số của công ty cổ phần và một số trưởng ban, một số phó ban, rồi hội đồng. Một người đứng trình bày khoảng tầm là nửa tiếng, sau đó là mình sẽ xoay khoảng cỡ tầm hơn 1 tiếng đồng hồ nữa cho một người. Và kỳ thi vừa rồi là trải qua tới gần 4 tuần, mỗi tuần thi một ngành, ví dụ tuần này thi kinh doanh 2 ngày, tuần 2 tuần sau là thi kỹ thuật, 2 tuần sau là thi đầu tư. 27 vị giám khảo, mỗi vị đặt ít nhất là một câu hỏi, tôi nói ít nhất có người là đặt một lúc 2 câu hỏi, 3 câu hỏi, tại hết câu này câu kia, nộp về cho tổng đốc người ra để hỏi, thì một người bị xoay tầm là 2 tiếng là mọi người thế, thì người nào vượt qua được thì bảo đảm cái sức là cả lên. Thời gian suy nghĩ cho mọi hỏi không quá 7 giây đến 10 giây, các gì không để thời gian chết, hỏi là xong sẽ đi liền. Và như các chị theo giám đốc thì là một trưởng phòng này mà nằm trong mặt phòng đốc là đi đi 5008 là nằm trong mặt mới được đi đi 2016 được ngoài như vậy là được gì hết đấy, là chúng tôi muốn mở rộng, nhưng mà năm nay ấy, là tập đoàn bóp lại bảo công tác bộ nó đang là vấn đề nhạy cảm, cho nên bóp lại trong hạt thôi, và những người trong hạt là được phát đi thì do thế thì là
hội đồng giám khảo là như thế, mà một người mà vượt qua được cái đó thì lại sẽ làm ăn lớn nhờ. Tôi nghĩ là vậy. Và đã là phó giám đốc kinh doanh hoặc phó giám đốc hoặc phó giám đốc đầu tư, không cần biết anh ta phụ trách gì, nhưng mà người ta là lãnh đạo một đơn vị thì xử lý rất nhiều cái mảng công việc, kể cả bên truyền thông. Trong những câu hỏi đó là những câu hỏi truyền thông luôn luôn chiếm một phần, đó là xử lý thực tế. Nên các anh chị mà là giám đốc một trưởng phòng này và khi làm trong nội bộ cái công việc của mình rồi thì cũng nên tìm hiểu một số cái lĩnh vực thông tin khác để hỗ trợ cho mình nếu như sau này mình có cơ. Và bây giờ là chọn được 7 người. 7 người thì có một bạn cũng rất là trẻ, như bạn Phong của Quảng Bình, cũng tiếp tục là người trẻ nhất của anh là Trung Tiền. Thì đây là cái trình tự tiêu biểu mà mình cái gì mình có thể đọc trong này. À, buổi diễn đàn cấp bộ thì các anh chị biết đâu khi hết hạn thì làm sao buổi diễn, mà hết hạn buổi diễn mà không thấy có quyết định buổi diễn là chúng ta phải được phối lý người khác, còn không là chúng ta không được ký văn bản với dân đó nữa. Cái gì nhất đó là pháp lý, khi hết hạn rồi hết hạn buổi diễn rồi mà chúng ta chưa có quyết định buổi diễn lại, chúng ta không nên ký. Đó là vì mình là cấp 50, rồi là cấp 4, chứ còn mà đang được cấp 3, giám đốc phó giám đốc trưởng thì chắc chắn là không được ký rồi. Rồi sẽ tiếp tục nhìn lại các vị sau này nhé, điều kiện là không chỉ sản xuất kỷ luật của quan quan. Thực chất thì chúng ta chưa có. À, vừa rồi xin có. Nhưng mà rất hiếm. À, miễn nhiệm thì trong các trường hợp sau thì ví dụ như là không có tiêu chuẩn điều kiện, rồi vi phạm quy luật, rồi không đủ năng lực, trong 2 năm mà không hoàn thành gì đấy, thế này thì chế. Tuy nhiên có một cái là trước đây chúng ta cứ mặc nhiên con suy nghĩ rằng là một ai đó bị miễn nhiệm là một vết đen trong lý lịch. Cái này các anh chị lưu ý nhất là không phải nếu như miễn nhiệm vì kỷ luật vì gì đấy thì là mới ấy nhé. Còn nếu như mà miễn nhiệm mà không phải do kỷ luật mà do những lý do khác thì người ta vẫn hoàn toàn được mọi quyền lợi như những người khác, được quyền xem xét bổ nhiệm sang chức danh khác, được mọi người nói chung là không có vấn đề trong việc làm gì nhất. Bởi vì có những lý do như là thay đổi một tổ chức, thay đổi một máy, giải thể đơn vị, sát nhập hoặc là những cái gì đó, nên là các anh chị hạn chế dùng những cái đấy. Còn mà miễn nhiệm thì có những trường hợp miễn nhiệm mà đương nhiên đó là đến thời hạn bổ nhiệm lại thì ban lãnh đạo thấy là anh này làm việc bình thường mà bây giờ muốn đẩy cái mạng nó lên, không muốn bổ nhiệm lại, không vi phạm quy luật nhưng mà nó bình nó chậm chậm theo sao thì muốn có nhân công mới đấy, thì không có nhiệm lại hết thời hạn bổ nhiệm, là không có nhiệm lại thì đó là quyền của lãnh đạo họ và toàn quyền, không cần phải có một cái quyết định khác. Người ta sẽ lưu ý cho mình cái đó. À, còn miễn nhiệm đúng cái một không chờ nhất thì hạn chế chức vụ thì đúng rồi, tức là nếu như mà trong vòng 2 năm mà không làm nhiệm vụ hoặc là như vậy đấy, chuyện phải làm gì đấy thì không chờ hết đến thời hạn thì mình cũng cứ bị miễn luôn. Chuyện một cái dung luôn nghĩ thì có lượng luôn chuyện được thì cái luôn chuyện được là chủ yếu là đào tạo nguồn cái một trẻ. Thế nội dung chính là bạn điều động là chủ yếu là mục đích là công tác bố trí nhân sự. Ở đây á, liên quan đến hầu hết các anh chị là có nội dung này, đó là luân chuyển điều động, thời hạn và thẩm quyền và đẩy mạnh công tác điều động. Thì hầu như ai trong chúng ta ngồi đây ở trong lớp này thì
thì đều có liên quan, kể cả chúng tôi. Tức là phạm vi lưu chuyển cán bộ, tức là cán bộ trẻ có năng lực triển vọng, đúng không? Nhưng mà còn thời gian nhất cũng rất là nhiệm kỳ, thời gian lưu chuyển là ít nhất 2 năm nhiệm kỳ. Tức là bây giờ nhiệm kỳ như các anh chị 3 năm này, thì thời gian lưu chuyển phải ít nhất là 2 năm thì chúng ta mới được lưu chuyển tiếp. Cảm ơn cơ quan. Người đứng đầu đơn vị không giữ chức vụ bổ nhiệm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp vào đơn vị, chờ cụ thể thì báo cáo công ty. Rồi, cái gì đọc đây mà? Điều đọc thì báo cáo gì thằng là các anh chị đọc kỹ nha. Các anh chị đang tôi có nhận thông tin rất nhiều là tại sao một nhiệm kỳ là bắt buộc và phải lưu chuyển. Bây giờ nhiệm kỳ càng ngày càng nhỏ lại, càng ngắn lại 4 năm 3 năm. Thực ra văn bản 1416 của CC hoặc là quy chế ngày 7/6 vừa ban hành cũng ghi rất rõ, cán bộ thuộc diện EVCPC quản lý nếu đã giữ chức vụ từ 2 nhiệm kỳ trở lên thì bắt buộc phải lưu chuyển, có nghĩa bắt buộc. Còn lại khi đủ từ 1 nhiệm kỳ kể cả CC quản lý và đơn vị quản lý thì có một cái câu là như này, câu chữ này là đưa vào diện xem xét thực hiện lưu chuyển điều động. Đó, đưa vào diện xem xét lưu chuyển điều động, nhưng mà đưa vào diện xem xét chứ không phải là bắt buộc phải lên xem xét. Tức là khi anh ta vừa đủ 1 nhiệm kỳ xong là anh ta, ví dụ như các chị hoặc tôi đủ 1 nhiệm kỳ xong là nằm trong diện xem xét điều động được rồi, tức là có quyền điều động được rồi để phục vụ cho nhu cầu của đại diện cán bộ. Đấy, và đẩy mạnh cái lưu chuyển cán bộ này là có một cái tính rất là tích cực, đó là kích thích sự cống hiến, sự lao động trong công việc của cán bộ quản lý cấp. Bởi vì trước đây là chúng ta trong các ngày chúng ta ít làm, thật sự rất ít làm khi bổ nhiệm mới. Và anh nào bổ nhiệm xong một cái ghế xong là đương nhiên rằng là nó như Phạm Minh Chức trưởng ban quản lý đường nó trường tồn mãi mãi, nhưng mà nó cái chính luôn mãi và không có sự thay đổi. Thì trong vòng ví dụ lần đầu tiên bổ nhiệm cống hiến sáng tạo, năm thứ hai, năm thứ ba bắt đầu hiệu quả rất cao, năm thứ tư năm rất tốt, nhưng mà bắt đầu đến năm thứ sáu là cách làm cũ, quy trình của công cũ, thì con người cũng sẽ ai cũng vậy thôi, máy nó cũng mòn theo như vậy, thì con người chúng ta cũng thế, cái lối tư duy nó sẽ mòn ra. Nếu như không có công việc mới mà vẫn giữ công việc cũ thì rõ ràng là nghĩ gì mày vậy, cứ lấy ra thôi, nhiều khi là phá cũ đổi ra xong là mình làm xong, ý là vậy. Thì ý rằng là cái đẩy mạnh của nó luân chuyển này, điều động này nó cũng có tính tích cực. Nhưng bắt buộc là chỉ đối với là cán bộ diện CC quản lý từ 2 nhiệm kỳ lên đó là buộc, các anh chị nhớ biết không. Còn lại khi đủ 1 nhiệm kỳ đó là đủ điều kiện, đủ cái được đưa vào diện xem xét điều động, và lúc đó các anh chị được điều động thì đó là chuyện bình thường. Đó là thủ tục lúc chỉ đầu lại là kế hoạch này, phải gặp gỡ 2 bên rồi họp ban lãnh đạo ban thường vụ rồi bỏ phiếu rồi thông qua rồi mới làm, chứ không phải là đừng là làm không. Nhưng mà ý đó là nằm trong điều kiện mà đi chuẩn thì chúng ta lưu chuyển. Và đặc biệt hơn bây giờ là nhiệm kỳ 3 năm thì các anh ở giám đốc điện lực là sẽ rất là cắn. Anh giám đốc điện lực được 3 năm, đúng rồi. Thì 1 năm đầu mới chỉ về làm quen, năm thứ 2 mới quen công việc, làm năm thứ 3 thì bỏ hiện tại, sắp sửa lại đi. Thì nhiều người nói thế, nhưng đây là quy định rồi. Theo tôi nghĩ mà nhiệm kỳ 5 năm là được. Nói cho một nhóm người gần. Nhưng mà vừa rồi thì công tác những cái điều động cũng tạo ra một số hiệu quả rất tốt ở tại các đơn vị, đặc biệt là các điện lực này, các điện lực huyện cũng khá tốt. Xử lý kỷ luật thì trước đây là bọn mình có một quy chế là xử lý kỷ luật riêng,
Nhưng bây giờ thì đã đưa hay đang là đưa cái các quy định xử lý luật vào trong quy chế này thì các chị là xem trong này nhé. Chúng tôi chỉ lưu ý cái lớp người đất quản lý khác với lại người lao động thì chỉ lưu ý cái chỗ thích chỉ được thôi. Đó là thế này, kỷ luật hiện tại là chủ tịch không thay luật, chủ tịch là không ra kỷ luật. Trước đây trong những phần đầu tôi có nói là chủ tịch là được quyền thực hiện công tác cán bộ đối với các chức danh là đấy phó tổng đốc, giám đốc điều hành công văn, đúng không? Nhưng mà thiên về bổ nhiệm, thiên về khen thưởng mọi thứ. Còn giám đốc đơn vị trực thuộc là người lao động, cho nên người mà đủ thẩm quyền đưa ra xử lý được là tổng giám đốc như vậy này, là người được. Cho nên chúng tôi cũng lưu ý các anh chị ở đây phân ra như thế này: hình thức kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp, công ty trách nhiệm một thành viên do CC nắm nhiều 100% vốn điều lệ, bao gồm khiển trách, cảnh cáo hoặc lên cách chức của một thư viện. Nó không giống như hình thức của người lao động nha, khác. Bởi vì những người này là những người quản lý doanh nghiệp, người lao động thì có ba thôi, ba hình thức, ba cấp độ. Đầu tiên là khiển trách, thứ hai là giấy nhận nhận lương không quá 6 tháng hoặc là cách chức, và cái hình thức thứ ba cao nhất nặng nhất đó là sa thải theo luật lao động, chỉ có ba cái thôi. Nhưng ở đây là người quản lý doanh nghiệp thì đây là một quy định khác. Rồi là người đại diện được bầu bổ nhiệm các chức danh quản lý tại các công ty cổ phần thì đó là khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc. Buộc thôi việc đây cũng giống như sa thải rồi, nhưng mà đây là mình quản lý, chúng ta mình dùng từ khác. Còn lại các đối tượng không nằm trong hai chức danh kia thì là theo luật lao động khiển trách, thế là lương không quá 6 tháng, cách chức và cuối cùng là sa thải. Thì hiện tại là giám đốc các đơn vị, phó đốc đơn vị và kế toán trưởng các đơn vị cũng phải ký hợp đồng. Hiện nay các VC, các đơn vị ta, tất cả các đơn vị luôn đều đang bị chỗ này. Mà năm nay đang làm, đang ban quản lý sự đang báo cáo tổng đốc là phải cho ra chỗ này thẻ sa luật. Chúng ta đang làm chưa? Tức là ví dụ như anh phó đốc, trước đây là anh là trưởng phòng kỹ thuật, một phát bổ nhiệm lên phó đốc, phó đốc xong mới bổ nhiệm lên làm giám đốc. Nên là giám đốc xong là ảnh giống như ngày xưa, trước năm 97 thì ảnh là đối tượng không ký giấy hợp đồng, anh là giám đốc VC, là anh không phải đối tượng ký giấy hợp đồng. Nhưng bây giờ là khác, trong phòng VC này chỉ có một người đại diện pháp luật rồi, đó là tổng đốc. Và tổng giám đốc là người duy nhất là người sử dụng lao động, không có ai. Nên đây là chỉ có người đó mới ra thẩm quyền được này và ký cái lao động với những người này. Giám đốc đơn vị nên đây hiện nay là đang rà tạo, đang làm cái việc này. Thì các anh chị lưu ý giúp, người có doanh nghiệp thì là 1, 2, 3, 4, 5 hình thức: cảnh cáo, hạ bậc lương, rồi cách chức, rồi thu nhập. Nhưng mà người lao động thì có ba cấp độ, 4 hình thức. Rồi liên quan đến này cũng có cái ảnh chia sẻ với là các anh chị khi thực hiện cái hồ sơ thì lúc ấy cái này rất là bên mạng bạn biết thôi, nhưng mà các anh chị cũng nên biết là hết sức là tuân thủ cái nội quy lao động. Nội quy lao động là cái căn cứ có tính pháp lý để chúng ta thực thi cái việc kỷ luật lao động. Vừa rồi có một đơn vị trên hồ sơ lên ban lãnh đạo ký rồi, hội đồng xét luật ở dưới ký rồi, nhưng bên tổng ty là không được quyết định vì sai, tức là mang cảm tính quá nhiều. Khi mà trình đây chúng ta phải trình được ông ta cái hệ văn lương hoặc cách chức ông ta là phải có cái căn cứ. Hành vi thì có rồi, hành vi là ông ta làm việc đó sai, sai thì chúng ta thấy sai thôi, nhưng mà nó phải có cái ràng buộc pháp lý trong cái nội quy lao động thì chúng ta mới xử lý được. Thì ra ví dụ như đưa vào khung là cách chức đó ABCDE, những hành vi này là những mức độ này là cách chức thì phải nằm trong cái luật lao động. Nếu như không nằm trong đó thì chúng ta không xử lý được người ta, bởi vì người lao động quay ngược trở lại kiện khác là doanh nghiệp sao đó. Cái đó vừa rồi là có một cái lệnh trình lên đấy, thì mà hành vi người ta thì đắt thì chúng ta làm người đắt,
không nên rằng là tăng cái mức tăng cái tính tăng nặng lên theo một cái cảm tính bắt buộc phải có căn cứ. Chúng ta kỷ luật cũng được mà đơn giản. Như vậy là lưu ý việc đấy. À, còn về hình thức như người lao động, ví dụ như là phó giám đốc bị lật đi, tôi ví dụ là bây giờ mà các anh chị mà cách chức thì tổ á, nhưng mà nặng hơn chuyện đó, thấp hơn xa lại, nặng hơn chuyện đó, thấp hơn xa lại, thì nằm trong cái ô kém vậy nên mình không có xa lại hoặc là cách chức. Nhưng mà cách chức ấy thì thấy tổ nằm trong ô đó, nhưng mà bây giờ cái nhà thì mình không có xa lại, tức là đưa vào đó, nhưng mà con đó thực thi được, anh ta có hai bậc lương ấy, trong cái ô lương của phó giám đốc bị lật người ta có hai bậc, bậc một trên hai, bậc hai trên hai, mà ổng bây giờ ổng bậc hai rồi thì ổng còn đang lương đâu nữa, đưa vào thì được, đưa vào nó thành ra như không đó. Các gì không thì có cái điều xảy ra, cho nên khi làm cái sự lưu ý. Rồi các quy định liên quan này thì các chị thì xem qua. Rồi thời hạn thôi việc thì đây là một cái điều. Về công tác lao động tiền lương thì chúng ta là có ba nội dung, đó là quản lý lao động, quản lý tiền lương và giải pháp tăng sức lao động. Về quản lý lao động ấy, thì các chị biết rồi, trong việc cấp 4 và cấp 3 thôi thì hàng năm là để phải xây dựng cái kế hoạch sự lao động để trình lên cho CC duyệt, thì dựa trên cái lao động để xây dựng là dựa trên cơ cấu tổ chức, thực sự là lao động năm trước rồi tổ chức nhiệm vụ v.v. Có lưu ý một cái là trong điều kiện khối lượng nhiệm vụ sử dụng kế hoạch hoặc đầu mối quản lý công tăng thì số lao động bình quân không được vượt quá 5% so với số lao động thực tế khi mà bình quân của đất nước liền kề. Thì hiện tại lao động theo chúng tôi biết thì có ông Đàm với ông Khánh Hòa, hai công ty này thì là tổng ty đang cái chỗ mà kế hoạch lao động, ví dụ lao động hiện nay đang tạm xem xét lại, bởi vì là số lao động thực tế của hai bên này hiện nay đang sắp xỉ một tỷ lệ một, tức là so với lao động mức. Còn lại các đơn vị chúng ta hầu hiện nay đang tiết kiệm rất tốt, rất thấp, ví dụ như Con Tum, ví dụ như Bình Định, tất cả đều đang tiết kiệm rất tốt, tức là chỉ tầm 60%, 70%, có đơn vị 56% thôi so với lao động định mức và thực tế, tiết kiệm lao động hết sức là hiệu quả. Tuy nhiên nó cũng mang đến áp lực rất lớn cho bên ở dưới, rằng là người công việc thì ngày nhiều, người thì ngày giảm, thì hiệu quả, nhưng mà vì ít người năng suất động tăng thì mới duy trì được cái tiền lương, không được tăng tiền lương cho các anh chị. Về tỷ lệ lao động thì được UNCC giao kế hoạch dựa trên cái chỉ tiêu mà tập đoàn giao tổng ty không? Hôm nay tập đoàn giao tổng ty như là mấy 103 là không tính đến cái số lượng của đại loại bị trước tuổi, thì số liệu đấy mà thì tổng ty sẽ phân bổ về các đơn vị. Rồi thay thế số lao động nhận tự nhiên như là nghỉ hưu, những tác đúng không? Các vị xem hôm nay. Về quy trình thực hiện thì đơn vị xây dựng quy trình CC kế hoạch lao động, sau đó là tổng ty thẩm định, giám đốc tài và đơn vị tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch được duyệt và sau đó là đánh giá. Tuy nhiên thì nói với báo cáo việc là hiện tại là tổng công ty tổ chức tuyển tập trung đối với danh là kỹ sư và tự nhân như con nói từ đầu, nhưng mà riêng công nhân thì là giao về cho các đơn vị sau khi có chỉ tiêu thì giao với đơn vị tuyển. Và đặc biệt hơn là năm nay tuyển lao động đối với danh kỹ sư tự nhân và công nhân ấy là hai bên đây là đều rất có IQ. IQ hiện nay là được đưa vào một nội dung đi chính thức, một điểm mới
là để xem xét tuyển dụng đầu vào. Đây cũng là một trong những cách làm để nâng cao chất lượng nhân lực đầu vào của công ty. Ai khi bước vào thì ai khi đứng. Vừa rồi là IQ đạt, tức là buổi sáng thì IQ, buổi chiều là thi lý thuyết, còn là học vòng. Sáng hôm sau là thi bóng đá, chiều là thi bóng đá một ngày. Thế thì IQ sáng thi xong, chiều thi xong là có kết quả IQ báo, thông báo ngay cho các thí sinh. Thì rộng hết, nhận được. Anh khi tức là sẽ thì đi về cái số thông minh, đúng là ý của ban lãnh đạo muốn đưa ra rằng là tránh những trường hợp rằng là các anh chị được đào tạo trong trường ấy, ok vừa rồi là đẳng khoa khoa điện bằng giỏi bằng khoa, nhưng mà hầu như là các anh chị ấy đều rất là sắc đỏ vào máy móc và không lanh lợi bằng hai đầu đất nước ở Sài Gòn, họ chỉ bằng khá thôi, bằng khá của sư phạm kỹ thuật điện mỗi bên thôi, nhưng rất là đỉnh đạt, phong thái, trả lời tự tin, chính xác, không vòng vo, không có đi lờ vòng vo, cái gì biết nói biết, cái gì trả lời biết biết, và IQ cao nhất cũng thuộc về các bạn đấy. Tức là ban đã muốn là tuyển đầu vào là căn có thể học tốt rồi, nhưng mà cái khả năng mà nắm bắt vấn đề, xử lý vấn đề mới là cái quan trọng. Thì IQ hiện nay đang được đưa vào cửa ngõ đầu tiên, để một hàng rào đầu tiên, anh nào vượt qua thì mới xem xét tiếp bài thi sau, chứ không phải rằng là thi lý thuyết chuyên môn đâu. Lý thuyết môn là có thể học chấm bởi vì không biết ai như thế nào, nhưng mà ai kêu tàu vào mà chiều sau 3 giờ kết quả là thông báo luôn, anh nào có thể bỏ bài thi ra bài luôn, thì đó là một cái mới. Tuy nhiên là về tuyển dụng lao động thì cũng nói sẽ qua là tự do tổng ty đưa về thì tốt, nhưng mà một số PC thì tuyển dụng khó, các chị biết rồi, cũng có nhiều đơn vị tuyển không ra, đăng 2-3 lần cả năm rồi không được, đó là do yêu cầu của ban đã cao quá, ban đầu là rõ xuất sắc, thì sau đó các đơn vị phản hồi lại thì quên. Những đơn vị mà lớn như Đà Nẵng như này, Khánh Hòa thì bắt buộc là phải là rõ xuất sắc. Đấy. Còn những đơn vị vùng sâu vùng xa như là Công Tâm rồi là Đắk Nông những này kia thì cũng phải xem xét là có thể là công bình khá. Nhưng mà những ở đơn vị lớn như Huế rồi Bình Định Quy Nhơn, những cái đơn vị cũng lớn Quảng Nam này đi, những đơn vị là mình làm đây khá là giỏi như thế thì mình để tìm ra được. Còn thì đang muốn nâng cấp đầu vào và thi tuyển công khai, cho nên mình có trường hợp là một anh là giám đốc VC mới vừa được bổ nhiệm xong, thế là họ hàng nhờ đã vào một đứa cháu trong ruột của con anh ruột. Ông anh nó làm nông, rồi bảo ông anh khó quá, nhưng mà ông đã lên diễn đàn cũng công bố là này kia không nhận bất cứ một cái gì đâu, công bố hết, thế về là bị cái gì đó bố mẹ ông người già nói mắng rồi họp gia đình là lá, nhưng mà không thì đã nói là không làm, thì ý đó là tổ chức là được những cái chuyển nhượng mà công khai bằng hết, không nhận người như vậy thì đã đảm bảo cho người đứng đầu nêu gương thì rõ ràng sẽ lên. Nhưng mà nó đặt là cái gì là con doanh nghiệp con sẽ không biết rồi, nó luôn bị có quyền sở hữu chi phối, có thể người nhà mình làm được, nhưng mà những cái cấp cao thì nó thật ra nhiều khi thực tế mà ngoài kia chỉ cần một cú điện thoại hoặc một cái tờ giấy vàng nào đấy thì nó cũng chả biết được, nên là tất cả thứ này tương đối. Cái nguyên tắc cơ chế này là các chị xem hết, nó xuất hiện sau phải cao hơn công đức. Thì đây á, cái này á là lý do sao để đảm bảo cái tiền lương cho các anh chị, cho các đơn vị theo thông tư 26/27, khi mà xét lấy hiệu quả học tập của một đơn vị thì chúng ta phải xét vào phải có cái số lao động này, cho nên là cái này là ảnh hưởng đến cái tiền lương của các đơn vị. Ở đây là các bạn lập cái tiền lương và cái báo cáo tiền lương, thì đối với các VC trực thuộc và CRC thì các chị xem đấy là
đối với sản xuất kinh doanh điện thì CC hướng dẫn và thẩm định mức, và sau khi mà event có văn bản xong đó, thì là CC giao cho các đơn vị và thực hiện quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh điện. Tiền lương sản xuất khác thì thẩm định ủy quyền cho các FPC và cuối năm sẽ được quyết toán để thực hiện được. Đối với Đà Nẵng thì là CC hướng dẫn trong xây dựng làm, sau đó là xây dựng là xây dựng các tiền lương mức lao động trên CC xem xét thẩm định có ý kiến mà trước khi thực hiện. Nó khác với bên kia là phẩm đi phê duyệt, khác với cái phê duyệt khác là BC làm việc rất nhiều cái này. Ok, các chỉ tiêu để xây dựng đơn giá thì ở đây là các chỉ tiêu mình sẽ qua, đó là tổng doanh thu từ tổng chi phí 50 vạn chưa có tiền lương, sản lượng thương phẩm, sản lượng điện nhập, tỷ lệ tổn thất, giá bán bình quân và lợi nhuận. Thế thì xây dựng đơn giá đối với các BC trực thuộc và CNC thì nó có khác nhau một tí, đó là giao theo tổng doanh thu từ chi phí hoặc theo sản lượng thương phẩm tùy theo từng năm, và đối với CNC thì là giao theo sản lượng điện nhập. Với CNC Đà Nẵng thì tách ra theo cái thông tư 27 và thông tư 26 đối với là người quản lý và người lao động, thì cái này vẫn là cần cái phía sau đây nữa. Phương pháp quyết toán tiền lương đối với đơn vị trực thuộc thì có công thức rồi, cái này theo cái quy chế lương của tổng ty thì các anh chị có thể truy xuất trên trang web để xem. Bởi vì sau đó thì các đơn vị tự xây dựng cái quy chế trả lương cho mình căn cứ theo quy chế lương mẫu đấy. Tuy nhiên rằng là về cái kết quả sản xuất kinh doanh của các hoạt động khác ấy, thì là quy chế lương sẽ định theo điều 9 điều 4 và thông tư 6. Thì như tôi nói lúc đầu ấy, là nó căn cứ vào, nó phân ra ba loại có lợi nhuận thấp hơn, lợi nhuận bằng lợi và lỗ, rồi thì năng suất cao hơn, năng suất bằng và năng suất thấp hơn năm trước thực hiện. Thì cái này chi tiết thì các anh chị cố gắng xem nó đấy. Tuy nhiên đối với lại là BC Đà Nẵng và các BC trực thuộc ấy, thì cái việc chi trả lương ấy là tách ra là đối với ban lãnh đạo viên và người lao động viên. Ban lãnh đạo tại các đơn vị là bao gồm là giám đốc, phó đốc và kế toán trưởng, thì hàng tháng chỉ áp dụng là trả 80% thôi, còn là sau đó thì là cứ tăng giảm 1% trên nền điểm thi đua của các đơn vị so với điểm bình quân có thi đua thì bổ sung thêm hoặc là giảm trừ đi 2% quỹ tiền lương của ban lãnh đạo, cái tiền lương bổ sung quỹ. Nói ra điều này để các anh chị thấy rằng là tiền lương của ban lãnh đạo là bị ảnh hưởng cộng hoặc trừ bởi cái điểm thi đua hàng quý. Hiện nay thì công tác thi đua đã đi vào ổn định. Như trước đây khoảng 2015-2016 thì cái quy chế thi đua cũng rất là thay đổi, và thi đua theo quý, thi đua cả năm. Đến bây giờ đã ổn định rồi. Chấm điểm là các ban chấm theo hệ thi đua cộng lại trong quý đó, mỗi hệ là một công tác thành đạo đều có việc thứ mỗi đơn vị 1, 2, 4, 5, 6 thì đấy là cái cuối cùng. Và điểm là cộng các mảng lại có được số nhau nhân ra điểm như vậy, rồi là cứ thế mà chạy, và đơn vị nào mà điểm cao thì được cộng vào, điểm nào thấp thì trừ đi, thì là có được điểm luôn. Bên ban của chính sự hành thế mỗi nội dung trừ điểm của một đơn vị trong một thiếu sót hoặc sai nào đó đều có dòng kiến thức giải trình và chụp lại một hình ngày tháng năm hoặc là gì đấy để báo cáo trước vào điểm luôn đấy cho từng đơn vị. Cho nên các anh chị yên tâm và rất là khoa học. Mỗi điểm trừ đó là nó có liên quan đến số phần trăm, tỷ lệ phần trăm của từng hạng mục, là nó ra số điểm chung của đơn vị. Đối với người lao động thì chi trả theo quy chế lương mẫu. Vâng, thì cái này là các anh chị xem luôn quy chế lương mẫu nhé.
Hiện tại thì đánh giá mức độ thành nhiệm vụ, hiện nay là chúng ta có 4 mức cơ bản, nhưng mà còn mức thứ tư thì lại là có 3 mức nhỏ. Thì giai đoạn đầu khi ban hành quy chế mẫu này ra tháng 9 năm 2016 thì các đơn vị chúng ta là dự án như là cũng chưa chú trọng công tác này, cho nên là ban lãnh đạo đến đâu cũng phải ý đạo, cũng phải động viên các anh chị yêu cầu để các đơn vị là chú trọng cái công tác này. Đây là một cái công cụ quản lý để cho các đơn vị ở phía dưới là quản lý được lao động của mình, kích thích được lao động hay không cũng ở đây, và một cái cơ chế chế tài cũng nằm ở đây. Nó thì ban đầu sẽ gây ra những cái tâm tư, vì chúng ta trước đây là tư tưởng là cầu bằng bình quân, thử là bình quân, tháng này là anh A, tháng sau là chị B, từ đầu năm giờ rồi chị C đi được thôi, giờ cho chị C tí, mặc dù cũng chỉ là làm một cái việc rất đơn giản thôi, không có gì xuất sắc trội. Trong đó là có những người thì nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốc độ và độ chính xác, thì bây giờ là trao cho cái quyền hành cho các đơn vị để xét được loại A, B, C. Dĩ nhiên cái này là phụ thuộc vào cái mức độ thành phục tập đơn vị. Đơn vị đó thì có đạt loại A thì sẽ là bao nhiêu phần trăm đấy là các bộ nhân viên được xếp loại A, và bao nhiêu bộ xếp loại B, đúng không? Một cái vấn đề nữa là trong các lớp trước học cũng hay nói, thì bây giờ tôi nói luôn để các anh chị hỏi về tí hỏi. Đó là D1 không phải chí, không phải là vì là không phải là nhiệm vụ. Mọi người cứ nghĩ rằng là loại A là xuất sắc, loại B là tốt, loại C là hoàn thành, còn loại D là không hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra không phải vậy, cái quan điểm đó là không phải. Loại D thì là các chị xem lại như thế, nhưng nó không phải là không hoàn thành nhiệm vụ. D1 là hoàn thành nhiệm vụ nhưng cần hoàn thiện hơn những cái chỉ số đi qua để nó không phải chí, bởi vì nó là không thành một thì người ta tâm lý sẽ phản cảm. Hiện nay mọi người chỉ mới sử dụng được 0.9 và 1.0 và 1.1 là đa số, đúng không? Rất hiếm 1.2, 1.4 và rất hiếm 1.8, 1.7, đúng không? Nhưng cơ quan tổng đi là nhiều, cơ quan tổng đi là hầu như tháng nào họ cũng có người 0.9. Khi không kịp tiến độ này kia là có này. Nhưng mà cái sự mạnh dạng 0.7, 0.8 các anh chị ở đơn vị nào mà có nhiều điều đó mà cơ quan có 0.7 rồi. Đây, cơ quan tổng đi có 0.7, 0.8 có rồi, và 0.9 là phần nhiều đấy. Tức là không phải là phần nhiều, tức là 1-2 người, nhưng mà tháng nào cũng có, chứ không phải 9 rồi. Tức là đây là công cụ cho người quản lý cấp 4 của chúng ta này, công cụ lên 4 này cũng được, quản lý cấp 3 cũng có thể làm được, để kích thích, để có sự thi đua. Dĩ nhiên người đứng đầu phải công minh thì là mới tạo được sự tin tưởng, khâm phục, còn không thì thiên vị gì đó thì rõ ràng nó sẽ loạn hơn. Và như tôi đã nói đó là nó ban đầu nó sẽ xảy ra nhiều cái không bằng lòng, là kiện cáo của người lao động thì là cái này, nhưng mà cứ làm quen rồi là sẽ khác. Giải pháp tăng suất lao động thì các anh chị biết là tăng suất lao động thì là giảm người thì là ấy thôi, rồi tác động lao động sản xuất khác thì đến từ ngoài hoặc đi bộ toàn bộ. Thì chúng tôi nói rồi đó, về công ty dịch vụ sau này tất cả những hợp dịch vụ của các BCG đều do một công ty dịch vụ làm hết, và rất nhiều rất nặng. Trạm biến không thể trực thì cái này hiện tại đang được khai thác tốt, và tổng ty chúng ta đang dẫn đầu trong toàn Việt Nam. Năm tổng ty CC chúng ta đang dẫn đầu, và vì trạm biến không thể trực này cho nên là số lượng cán bộ lao động của công ty quản lý đô la cũng rất nhiều. Từ đây đến hết năm 2020 thì là số lượng đô la cũng rất nhiều.
một nội dung khác là không thành được thần thành lập điện lực mới, thị xác điện lực. Thì chúng tôi đang trình ra được danh sách 83 điện lực, trong đó có 20 cặp điện lực của tất cả các PC là trình lên tổng đốc. Thì tổng đốc đã chọn ra 7 cặp điện lực để xem xét xác nhập lại. Thì việc này sẽ trao đổi trực tuyến, hội nghị trực tuyến với các đơn vị trước khi chúng ta thực hiện. Áp dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin và sản xuất văn và công nghệ điện tử văn hóa thì chúng ta đang lấy vào tăng chất lượng đầu vào. Thì đó là kiểm soát về ví dụ cô độc thế nào rồi. Tuyên truyền hoạt động, một cái này đây, về cái này cho nó. Tuyên truyền hoạt động người lao động thì quy chế đại bộ cho người lao động đến trước tuổi và chi trả tiền lương làm việc không trọng thời gian. Thì tổng ty hiện nay đang có cái quy chế đại bộ 1878 ngày 21/3/2018 là sửa đổi lần thứ tư trong năm nay. Năm nay là sửa đổi lần thứ tư. Thì cho đến hiện tại thì chúng ta có tổng cộng là 725 người tính từ khi nó vừa vận hành quy chế. 725 người nghỉ thì quy chế đại bộ rất nhiều vấn đề, gần 1.000 người, gần một đơn vị CLC lớn. 725 người là toàn một công ty điện lực lớn, và trong đó là có 526 người, 530 người là nghỉ theo chế độ là nhận tiền đãi ngộ một cộng. Bên cạnh cái luật bảo hiểm, bên cạnh cái chế độ theo luật về doanh nghiệp và luật bảo hiểm luật lao động thì là chúng ta nhận được một khoản tiền và 100 mấy người nữa, cái phần còn lại là nhận con còn lại 725 người rất lớn trong vòng chưa đầy từ cuối 2016-2017 và cho đến là đầu 2018 cho đến là 725 người. Thì ban quy chế này là rất là khuyến khích là người lao động là người lớn tuổi. Trong quy chế quy định rõ, anh chị có thể truy xuất ở đây nghe đâu quá, đây tôi nói sự đi chế thôi, là từ 48 tuổi cho đến 53 tuổi đối với nữ và 48 tuổi đến 58 tuổi đối với nam thì là được quyền là đăng ký để mà nghỉ đại ngộ hưởng chế độ. Cái này thì rất hài hòa đến những người lao động và người sử dụng lao động. Giảm được cái lực này thì cũng là giảm được cái lực lao động và tăng sức lao động cho công ty. Còn những người nào mà nằm trong độ tuổi từ 58 tuổi trở lên, 60 tuổi đối với nam và 53 tuổi cho đến 55 tuổi đối với nữ thì là không xem xét, nhưng mà những người đặc biệt thì là đơn vị báo cáo công ty xem xét trong những trường hợp đó người trước tuổi. Thì ngoài cái tiền đãi ngộ mà ngoài cái tiền theo bảo hiểm xã hội theo luật ấy được hưởng ấy, theo chế độ như hứa thì là những người đại học sẽ được hưởng 2,5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ sớm. 2,5 tháng tiền lương phụ cấp cho mỗi năm về sớm và 4 tháng tiền lương phụ cấp nếu như người lao động đó đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Đó, tức là ngoài 2,5 tiền lương phụ cấp đó cho mỗi năm nghỉ sớm thì có thêm 4 tháng tiền lương phụ cấp để cho người lao động nào mà đóng đủ bảo hiểm xã hội 20 năm. Đấy. Và từ năm 21 trở đi thì người ta sẽ được hưởng thêm là mỗi năm là trợ cấp một nửa tháng tiền lương một trợ cấp này. Người lao động đó là hướng về những tiền đại ngộ, còn nếu không đại ngộ thì người ta sẽ đưa con vào với điều kiện là người con đấy phải dưới 30 tuổi và với sức khỏe và cái ngành nghề đào tạo phù hợp với lại cái nhu cầu của đơn vị, cái điều kiện của đơn vị cần. Rồi còn làm trọn thời gian, làm không trọn thời gian có một biện pháp nữa. Khi mà người lao động đó, khi chúng ta áp dụng những công tơ điện tử vào, chúng ta áp dụng trạm biến áp một người thực vào thì cái lực lượng lao động thu ngân ghi chữ và trực trạng là vô ra rất nhiều và áp lực của IVN cũng giảm nữa, bắt buộc công ty chúng ta phải giảm. Thì nếu chúng ta không nghĩ đại ngộ được nữa mà khối lượng nhiều rất nhiều thì chúng ta lại thỏa thuận tiếp với người lao động
của luật cho phép mà thỏa thuận tiếp người lao động là làm không tầm thời gian, tức là chúng ta sẽ kiếm người ta một cái phụ luật hợp đồng lao động một ngày 8 tiếng. Bây giờ đang 8 tiếng thì tổng liên đang có những cái lượng thời gian thôi, tức là ngày nào ngày 4 tiếng một tuần thôi. Người ta chỉ bị đánh bộ, người ta vẫn thích đi làm nhưng mà công việc người ta 4 tiếng không được, không được nữa, và không đào tạo người ta được nữa. Người ta đang có những người công nhân như thế, công nhân như thế chỉ có trình độ cấp lớp 9 làm sao mà đi làm tiếp được những cái việc khác. Hay nói thật luôn, kể cả cho khách hàng nó sẽ lấy lại mà. Cho nên là không đọc thời gian thì thỏa thuận được với người ta là không mất tiền công ý, thì người ta sẽ được thưởng tất cả mọi chế độ như người đang đi làm, nhưng tiền lương mà bị thưởng thì chỉ được mà không đúng không? Thì cái này đang triển khai và đã nhận được cái sự chia sẻ rất lớn và sự đồng thuận của email rất là vĩ đại. Họ bảo rằng là làm khó nhưng mà CVC làm được thì rất tốt. Cái này là chỉ cần thỏa thuận những người lao động của CVC hỗ trợ là xong. Một trong những điều khác thì đấy là luân chuyển của bộ công an. Cái đào tạo nội dung đào tạo này thì gắn với mỗi người quản lý. Nếu như anh chị nào làm tốt công tác đào tạo nhân viên mình thì cũng sẽ là sử dụng hiệu quả cái đội ngũ nhân viên của nhân quản lý. Nếu như đây là quản lý cấp 4 mà cấp phòng và vị trí công thì có 3 nội dung, đó là nội dung nhận diện đào tạo, sau đó chất lượng hiệu quả và cuối cùng là các quy định về đào tạo. Có 3 nội dung này thì chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên. Đây, một chương trình đào tạo và sự hiện diện cán bộ quan cấp của anh chị đây. Các anh chị dù là phó học về trường phòng thì có nhân viên của mình. Thì bây giờ một hàng số 8 là có 8 thì các anh chị ráp vào. Đầu tiên số 1 sẽ là ví dụ, đúng không? Ví dụ xong chúng ta sẽ làm gì? Đào tạo nhân viên mới là H, chính xác. Số 2 là H. Đào tạo nhân viên mới xong thì chúng ta làm gì? Cái ô ba này sẽ được rất nhiều vòng quay trở lại, thì đó là ô sử dụng mới mà. Cho nên là nhân viên mới sẽ được sử dụng xong đó, là chúng ta đào tạo xong thì chúng ta sử dụng. Đến số 4, số 4 là đánh giá, chính xác. Sử dụng xong một thời gian, chúng ta đánh giá xong một thời gian, giống như là căn là một kỳ hoặc hàng năm ấy, để có cái đánh giá hàng năm lên với ông ha. Số 1 giá xong thì bây giờ đó, số 5, số 7, số 8 thì dễ rồi đúng không? Số 8 là thái hồ. Số 8 đánh giá xong không được dễ là thái hồ. Nhưng mà số 5, số 7 thì là chú ý số 6 và số 7 là đều đi về số 5. Thì như vậy là đánh giá xong thì là số 5 là đi gì? Số 6, số 7 sẽ là luân chuyển của gì? Đã với nhau. Nhưng số 5 sẽ là đào tạo. Số 6, số 7 sẽ là luân chuyển của gì? Về luân chuyển của gì với nhau. Nên đây đánh giá xong, đưa số 6 có thể là bổ nhiệm của gì đưa vào sử dụng số 7 đánh giá. Đưa số 7 luân chuyển đưa về sử dụng tiếp. Nhưng mà có một cái ô số 5 đó là ô đào tạo. Tức là sau khi những cái việc đấy thì chúng ta phải đào tạo sau lại đi vào sử dụng lại. Thì đó là một chương trình của cái đào tạo với quản lý của du lịch. Khái quát gì không? Mô hình hóa gì không? Thì chúng ta đào tạo đây sẽ có 3 nội dung: kiến thức, kỹ năng, thái độ. SA ô màu xanh là yêu cầu công việc, và ô màu trắng là năng lực hiện có của người lao động, và cái khoảng trống ấy là khoảng còn thiếu mà chúng ta cần phải đào tạo vào.
tức là đào tạo được trang bị kiến thức kỹ năng và thái độ cần thiết mà người lao động chưa có để đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại hoặc chuẩn bị cho một công việc trong tương lai. Cái này thì cũng rồi. Và báo cáo anh chị đây là tỷ lệ phần trăm trong các nội dung học mà của một người lao động. Đa số là chúng ta được học hết. Khi chúng ta vào làm việc rồi, khi đang đi làm rồi, thì đa số là bao nhiêu năm chúng ta được học. 20% còn lại là do đơn vị đào tạo cho người lao động, và 10% còn lại thì chúng ta mới mời người bên ngoài. Cho nên cái nhận học này rất là quan trọng. Chúng ta làm việc ở trong một đơn vị, hầu hết là ví dụ như trong máy tính, thì chúng ta cũng tự mài mò, chúng ta tự làm, tự học và tự bài với nhau. Thì ở đây cá nhân người học là tỷ lệ là 20%, trong đó là có hai hình thức: trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp thì các anh thấy rồi thì không nói, gián tiếp thì qua mạng, qua sách vở, qua internet này kia. Đào tạo bộ thì là có lãnh đạo trực tiếp và khác. Thứ hai, cái hình thức trực tiếp tức là người lãnh đạo sẽ hướng dẫn trực tiếp cho người lao động ngay tại máy tính, ngay tại hiện trường lao động, đúng không? Còn khác là chúng ta tổ chức những cái mà gì đấy, tổ chức cái lớp đào tạo của đơn vị, VC tự tổ chức một cái khóa đào tạo những nào đó, và chính người cán bộ của chúng ta đứng ra đứng lớp, như cái lớp bồi dưỡng công nhân cho ở dưới, cho đơn vị dưới. Còn lại là đào tạo bên ngoài thì có hai thức, tôi biết là in-house, tôi biết tức là dạng như một cái trung tâm nào đó, biết một khóa đào tạo, họ gửi một cái thư, họ quảng bá lên trên thông tin đại chúng, trên mạng là gì đó, chúng ta thấy thì chúng ta cử 2-3 người đi học, đó là không biết. Còn nhau tức là công ty chúng ta tổ chức ra một cái khóa mời người ta về dạy, ví dụ như khóa về đấu thầu mời, hoặc là khóa về chính trị chẳng hạn, rồi PC là người quyết định làm đấy và mời người về dạy. Thì các bạn rất đào tạo thế này, tức là từ không biết qua đào tạo thì sẽ biết, từ không làm được thì đào tạo xong là làm được, mà không muốn làm thì đào tạo xong thì không làm. Không biết qua biết đó là kiến thức, không làm được mà đấy làm được thì đó là kỹ năng, và không muốn làm đến thấy mà muốn làm thì đó là thái độ. Và đặc biệt cái này là có cái dấu hỏi, tức là sao trong ba nội dung này thì nội dung mà chúng ta cần nhất đó là cái thái độ. Chúng ta hướng dẫn nhân viên, đào tạo nhân viên, quản lý và sử dụng nhân viên, bố trí nhân viên, kích thích nhân viên, mọi thứ như tiền lương và thế gì, tất cả thứ là đều cái quan trọng nhất là đào tạo cho mình một cái thái độ với công việc. Khi người ta có thái độ rồi, thái độ tốt với công việc rồi thì người ta sẽ thay đổi cả về tự đi cập nhật kiến thức và tự thay đổi kỹ năng làm việc. Cho nên cái thái độ là cái quan trọng nhất. Và từ lúc biết thì sẽ làm khác trước. Làm khác trước thì rồi là kết quả sẽ khác. Khác đây. Cái đó thì ý thức rồi. Những đặc điểm của người đi làm thì cái này thì chúng tôi nói rồi, kinh nghiệm khác nhau, kỹ năng biết hơn và học khác nhau. Thì như tôi nói các chị vào đây thấy không, mỗi người một vị trí, một hoàn cảnh sống khác nhau, độ tuổi khác nhau, kinh nghiệm sống khác nhau, vốn sống và kinh nghiệm cũng khác nhau. Cho nên là chắc chắn là sẽ khác nhau khi truy cập vào nội dung này. Nội dung này có thể phù hợp với người này, không chưa phù hợp với người kia lắm, và gần gũi với người này, sát sườn với người này nhưng lại chưa cần thiết với người này lắm. Có thể là một số anh chị sẽ nghe rất là trái, một số anh chị sẽ thấy cần thiết, thật hơn là điều gì bao cái học tập thì cái này đúng rồi, người thích vận động, người thích nghe, người thích tập để biết. À,
Ba nguyên tắc học đó là phải sẵn sàng, phải có cái dụng và có thực hành để làm. Cái này đúng rồi. Khi nào bạn đi học mà thấy sẵn sàng, độ sẵn sàng đây giống như là độ sẵn sàng của bên cạnh rồi. Sẵn sàng tức là đã sắp xếp được hết tất cả mọi việc và để đến đây để ngồi không có làm hết để mà cho được thông tin. Và thấy cái động cơ này nó có tác dụng và thấy nó cần với lại công việc mình nó sát hoặc là nó có tác dụng với cái vị trí công việc của mình. Và dĩ nhiên là học mà về không thực hành không có được vào thì nó sau chúng ta sẽ quên hết. Cái này là một số cái phần việc rất là hiệu quả thì các anh chị xem trong phần giải nhất. Để đánh giá chất lượng của khóa đào tạo thì rất là nhanh. Đó là chúng ta đánh giá thông qua người học test đầu vào, trước khi vào học test đầu vào, sau khi kết thúc khóa test đầu ra xem được kết quả của người học viên có thế nào và thăm dò đến học viên về khóa đào tạo là chúng ta có ngay cái chất lượng khóa đào tạo báo như thế nào hay. Nhưng về hiệu quả của khóa đào tạo báo mang lại như thế nào thì chúng ta phải chờ sau một thời gian. Tức là chúng ta sẽ xem thử được là cái áp dụng vào công việc có được không và cái áp dụng vào công việc mà rồi thì nó có mang lại hiệu quả gì không. Tuy nhiên cái hiệu quả này mà nó là tính tương đối thôi, bởi vì để đánh giá một cái kết quả công việc ấy, thì nó là tổng hòa của rất nhiều cái khóa đào tạo chứ không phải là một khóa đào tạo mà chúng ta phải được. Nhưng mà đấy là để phân biệt chất lượng về khóa đào tạo thì nó tức thời và nó bị dài. Rồi ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo thì người cử tham gia đào tạo đối học viên thì cần phải có đối tượng sẵn sàng và phải có đoàn kết. Thực ra nói thế này thì đến bây giờ vậy thôi, nhưng mà chúng ta đi học mà chúng ta phải trang bị cho đầy đủ thêm cái cán bộ đấy nhá. Nhưng mà một số mà công nhân đi học hồi xưa hầu hết ngày xưa là công nhân phân công mãi đào tạo, đào mới đào tạo trong vòng 10 năm. Hầu hết các anh em đi học là hầu hết những anh em còn được gọi là rảnh, tức là làm việc bình thường. Còn người mà làm được việc ấy, xử lý được công việc nhiều và nhanh ấy, thì phó giữ lại để làm, không muốn cho đi, kẻ không muốn cho đi công tác, không muốn cho đi học. Người đi học có thời gian, người làm đó là tâm lý của người quản lý mà đang làm hiệu quả này, đi học đến 2 tuần. Mất thời gian cũng như gì đâu, ở nhà cũng như vậy, thật sự là đấy. Nhưng mà đúng là đi học thì phải là đúng đối tượng thì nó mới là thể có chất lượng cho các bạn. Này, cử người là đúng nhu cầu, đúng lúc và đúng thông tin của họ. Kịp thời là được lãnh đạo quan tâm. Kịp thời tức là ví dụ năm nay đang cần đào tạo cho đưa cái công tơ điện tử vào, đang cần đào tạo cho lực lượng công an phục vụ cho cái việc đấy thì lại năm nay đào tạo là bây giờ sang năm sau thì cái tính kịp thời đấy nó không còn. Hoặc là được lãnh đạo quan tâm, tức là đi học đây là thì lãnh đạo bớt giao việc đi, còn giao việc hay một cái cách rất là tế nhị đang trong thời gian tham dự khóa đào tạo thì lại giao việc. Thì cái này thì các anh là làm quản lý sau này cũng tâm lý nhất đấy, vì đấy tạo điều kiện cho các học viên. Rồi cái này thì chị sẽ về quy định về đào tạo trong IBCC. À, nói về quy định thì mới nói rất thiết anh chị. Vừa rồi đây có ra một cái quy chế quản trị dày 170 trang, ban hành và sử dụng thống nhất trong toàn tập đoàn, thì yêu cầu các cấp là đối với tổng ty là những cái đối với các tổng ty là không được ban hành quy chế mà chỉ được ban hành quy định và quy trình mà thôi. Cho nên tất cả mọi quy chế hiện tại của tổng ty sau này và kể cả ở các đơn vị luôn là không còn quy chế nữa, mà nó sẽ chuyển thành là quy định quy trình. Chỉ có các đoàn thành viên mới ra được quy chế, nhưng mà quy chế. Ở đây thì quy định về công tác đào tạo thì có 4 nội dung, thì tôi chỉ đi vào 2 nội dung chính thôi.
cung cấp và cái tổ chức thi những cái điểm mới này. Ở đây thì chúng ta đều là các phòng và tính luôn các điểm lợi ích theo như là môi trường nước, còn cái này gắn với lại công tác công nhân là nhiều, bởi vì là bóng tiền thì tổ chức những cái khối đào tạo dài hạn ngắn hạn trong nước ngoài nước thì do các đối tượng quản lý là chính đó. Chứ đối tượng công nhân đấy thì là chỉ là các đơn vị. Nói chung công tác đào tạo có nhiều nguồn lực này là một chiến lược có nhiều nguồn lực, nó phải có đề án 5 năm phân bổ kế hoạch ra từng năm. Mỗi năm là các đơn vị phải đăng ký học đào tạo về trước ngày 20 tháng 10, tổng đi thẩm định, sau đó là xây dựng các bộ đi gửi EVN thẩm duyệt. Bởi vì kinh phí cho đào tạo này rất lớn, nó chiếm từ 3-4% của tổng quỹ tiền lương sản xuất lương doanh nghiệp. Cho nên là chúng ta phải tận dụng được những cái khối đào tạo này. Nó rất tốn phí nhưng mà nó lại mang lại hiệu quả rất là cao. Cho nên trong cái công tác phân cấp đào tạo này thì tổng đi phân cấp trong quy chế rồi, anh chị tìm hiểu trong quy chế nhất, sau này nó sẽ là quy định công tác đào tạo thôi. Chứ đây hàng năm thì đơn vị xây dựng cái hạng đào tạo 2010, một cái hạng đào tạo chúng ta lấy này cũng là trong một năm đấy chúng ta sản xuất nhu cầu, ví dụ bây giờ 2009 có những cái sự thay đổi gì mới, chủ trương gì mới chúng ta đi đào tạo. Ví dụ như là về giao tiếp khách hàng, đơn vị tôi cần đào tạo 30 người đó dự kiến thời gian nào là đào tạo, rồi là đào tạo ở đâu, kinh phí thế nào, ai tổ chức, quan trọng nhất là kinh phí thì để báo cáo sơ sơ thực hiện. Đó là cái đào tạo hàng năm thôi. Rồi sau đó là điện lực lên cây công viên lên tổng lực lên cho tổng đi. Cái này các chị tạm thời sẽ ở trong này à. Rồi biết. Ở đây là có những điểm mới so với quy định trước đây thì xin phép được trao đổi. Ở đây là có quy định 694 của EVN về thi và xác nghề, quyết định 234 về tham vấn lương mới nhất, trước đây là 24 của năm 2014 thì là lương cơ sở là giữa 2 triệu, bây giờ là 2.300.000. Cái mới so với đây thì có 7 cái nội dụng và điểm mới. Cái nào điểm lực ấy, thì có thể cho ra một tí. Trước đây chúng ta chỉ có thi hai kỳ thôi, nó còn nguyện vọng. Thế nhưng mà thêm điện hành thì chúng ta có thêm một cái là chúng ta xét nghề. Các anh chị em thấy vừa rồi chúng ta xét nghề liên tục. Công tác đào tạo tổng đi hiện nay cũng rất là nhiều. Bởi vì từ đầu đến giờ là thi suốt rồi, thi năm bậc rồi thi bậc rồi chúng ta xét nghề cho công nhân. Trước đây bọn đi biết thi nó bậc với công nhân bậc cao, bậc 5 với bậc 7. Nhưng mà và đơn vị là thi nó bậc bậc 1, bậc 4 và hiệu bậc đối với bậc thợ. Nhưng mà hiện hành ấy, thì là bọn đi là nhất kiểm tra sách nghề đối với các bậc thợ. Rồi hiệu bậc là 5 bậc, phần an toàn lý thuyết. Rồi thi nó bậc thực hành đối với bậc cao, còn lại thì giao cho đơn vị. Trước đây một công nhân thi nhiều nhất là 1 kỳ 1 năm, nhưng mà sẽ có ông công nhân là không thi kỳ nào hết trong năm thi, bởi vì theo quy định là 2 năm là thi bậc một lần. Thì như vậy cái năm mà ông ấy không thi bậc là ông ấy có quyền là không thi gì hết. Nhưng mà năm nay thì tất cả công nhân phải thi ít nhất 1 lần trong năm. Anh ta không thi năm bậc là thi nhu cầu nha, theo kỳ rồi, còn theo thi bậc là 2 năm 1 lần. Thì còn lại cái năm đó ông đó mà không thi gì bậc, không thi bậc thì bắt buộc anh ta phải kiểm tra xác nghề. Thì đó là quy định của EVN. Đó, trước đây là có những người là không bao giờ thi đa năm, nhưng mà bây giờ là họ không có nhu cầu thi bậc bậc, họ không có nhu cầu, họ không xác nghề thì thi gì bậc thôi, và họ không có quan tâm. Bây giờ thì bắt buộc là tất cả công nhân đều phải tham dự một lần trong một năm. Thì đây là nhằm đích thì nâng cao cái ý thức về an toàn và rồi chuyên môn.
Đây, đây là số liệu mà cha chị thấy rằng là năm 2007 gấp 2.4 lần so với 2016. Số lượng tham dự thực tế rất là cao. Có một cái điều trước đây là như vậy, 8 năm, tức là rất đi đông là được. Bây giờ khác. Bây giờ thì lý thuyết mình làm phải 6 người đây. Và cái điểm tổng theo hệ số thực hành số 2 là phải 7 hoặc 20 là 18 thì mới được coi là đạt. Cho nên cho dù anh ta thi lý thuyết được 9 nghĩa nhưng mà thực hành anh ta 5 nghĩa 9 cộng với 5 x 2 là 19 chia ra, hoặc là 9 thực hành mà 5 lý thuyết là bỏ được. Anh nghĩ đó, 9 thực hành là 22 là 8, anh là 18, 18 cộng cho 5 chia ra nó bỏ hơn 7 nhưng mà không đạt, là vì ông kia bị sai rồi. Nói như vậy điều để rằng là cái mức độ yêu cầu công nhân cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay bộ đề đã được cải tổ lại rồi. Trước đây bộ đề dành cho công nhân rất là lớn và đánh đố, nhưng mà bây giờ là công nhân làm việc hết sức và đơn giản và yêu cầu phải nắm bắt được công việc của bản thân mình, và đề thi ra cũng rất là đơn giản tập ngày hôm nay. Thật ra là yêu cầu điểm rất cao, tỷ lệ thi nó bậc và dự bậc rất cao. Tuy nhiên, kỷ lục bậc và xác định nghề hiện tại theo kết quả của thống kê ngày hôm qua vẫn có những tình trạng là không đạt, và những người không đạt thì sẽ có chế tài. Trước đây ấy, là không thi thi bậc không đạt làm ra thì nhà một bậc thầy, nhưng mà nó liên quan đến tiền lương. Thì bây giờ đó, là không đạt là một thì sẽ giảm mức đi một, và không đạt là hai thì sẽ giảm mức đi hai, tức là không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ bố trí công việc khác. Thì trước đây ấy, là số lượng công nhân tham gia nhiều nhưng mà ảnh hưởng thì không nhiều. Còn bây giờ thì với cơ chế kiểm soát chặt chẽ này, mỗi lần thi là đều bỏ thi là online, kiểm tra trực tuyến, thì là cái việc mà ảnh hưởng đến lượng công nhân hiện nay cũng rất nhiều. Tuy nhiên là qua 2 năm triển khai thì hiện tại cái lượng công nhân mà xác nghề kiểm tra thi bậc và thi nhân bậc hiện tại đang rất tốt, tỷ lệ càng ngày càng cao lên. Hiện nay có một số đơn vị thấp và thi bậc thấp là Đắk Nông, Đắk Nông là những đơn vị mà có tỷ lệ thi càng không cao. Nhưng mà chúng ta phải có giấy tài đối với lại những người công nhân đấy để bởi vì số ít thôi, tỷ lệ thì không thôi. Đấy, hầu như là xác hạch nghề, tức là những người không chỉ là thi lý thuyết và thi an toàn thôi, kiểm tra thi máy tính thôi, chứ không phải cột, không phải đeo đèo, tức là anh ta không phải thi lưu bậc hay thi bậc. Nhưng mà anh ta chỉ là kiểm tra một cái tay nghề thôi, nhưng mà vẫn có người tức là phải từ đây xuống là phòng mình cũng chạy việc đấy. Thì hiện nay tỷ lệ kiểm tra xác nghề hầu như là tỷ lệ cao, hầu như tỷ lệ cao, nhưng mà vẫn có những người bị thương thương. Đáng lý là anh ta phải 100 năm, đáng lý số này đạt là phải 100 năm hết kiểm tra xác nghề thôi, mà anh ta cũng đang chỉ bật thở đó. Thế nhưng mà tại là vẫn có những tình trạng này. Rồi, báo cáo anh chị được là cũng 11 rưỡi, cũng còn nhiều nội dung lắm, đó là cái chỗ sản xuất khác với lại sắp xếp lao động như rồi. Nhưng mà thôi, báo cáo anh chị là sáng nay thì chúng ta sẽ anh xin hát đến trao đổi với lại về một số thông tin tay không phải là rất dài, mà trao đổi một số thông tin về quy định chủ trương tổng đi hiện tại và trong thời gian tới. Và cũng rất mong là được nhận lại các ý kiến mọi người của anh chị, những cái bất cập hiện tại tại các đơn vị,
vừa rồi qua 4 lớp vừa rồi, nếu mà đến năm thì tôi cũng rất muốn là được nhận những cái ý kiến có thể rằng là trong hôm nay hoặc là qua ý thích bởi vì sao chắc chắn là trong cái công tác mà quản lý điều hành trong lớp 50 vẫn còn những điểm nó chưa hoàn thiện, thì chỉ có những người ở cơ sở, những người làm cơ sở mới phát hiện ra được những cái điểm chưa được đấy. Thì rất mong các chị là chia sẻ và ý kiến những cái gì mà chúng tôi mà trả lời ngay thì sẽ trả lời ngay, còn những cái nào mà ngoài đồng ngoài tầm tay thì xin phép được tiếp thu ghi nhận và để báo cáo lại cho lãnh đạo. Rất mong muốn được nhận được những ý kiến của các anh chị, đặc biệt các anh chị cấp 4 ở trực tiếp cơ sở như địa lực xí nghiệp của con. Các anh chị có ý kiến gì không ạ? Xin mời các anh chị. Rồi thôi các anh chị không máy thì bây giờ mình một đứa đâu. Như vậy là xin thông báo lại là nội dung về quản lý nhân sự là hiện tại là đến đây là tạm dừng. Còn chiều nay ấy, theo lý ra theo lịch ấy, là chúng ta sẽ tiếp tục, nhưng mà thứ nhất là bên ban nhân sự cũng có công việc, thứ hai nữa là ban nhân sự cũng muốn là tham gia vào chiều nay, thì chiều nay là lớp mình sẽ tham gia với nội dung là quản lý sản xuất do những ban ngày phó trưởng ban nhân sự tiếp quản. Rồi, cảm ơn các chị rất nhiều. Nội dung là rất công khai, có thể là chung hợp với nhiều người, nhưng mà cảm ơn các chị đã thông cảm và đã ngồi lại cho đến giờ này. Tôi... Yeah, I love you. I love you. I love you. I love you.